cầu đăng ký tri lên tòa. Nam mô Tát sa chi tiết nhất. Thì Đức Phật có thể nhìn thấy bất cứ một cái pháp nào và Đức Phật có thể thấy được cái nhân, cái duyên của nó. Bất cứ một cái sự hiện hữu gì về vật chất hay là tất cả những cái trạng thái tâm thức của con người hay những cái chúng sinh sinh về những cái cõi khổ gặp những cái cảnh khổ là do có những cái nhân, có cái duyên đã tạo ra. Và bây giờ đủ nhân duyên và nó trổ quả. Và những chúng sinh mà sinh về những cõi này hưởng những cái phước báo thù thắng an vui, đấy cũng là do có nhân có duyên. Những chúng sinh được sinh ra ở cái cõi người này, đấy cũng là quả của những cái thiện nghiệp. Và khi sinh ra làm người thì có những cái lúc gặp những cái chuyện an vui, thì đó là quả của những thiện nghiệp nó trổ. Có khi gặp những cái chuyện không hài lòng, không như ý, khổ đau bất hạnh, thì đấy là cũng là cái quả của những cái nghiệp bất thiện nó trổ. Thì có nhân có duyên, cho nên là có sự hiện hữu của tất cả những chúng sinh. Thì cái pháp để mà thấy được cái nhân duyên ấy, mới là cái người thấy đúng được sự thật của các pháp ở trên thế gian này. Còn cái người nào mà không hiểu, không biết, không thấy được cái pháp nhân duyên thì người đó sẽ sinh khởi nên nhiều cái tà kiến, tức là những cái tưởng chi sai lầm của con người. Thì mình có thấy quả nhưng mình không hiểu ra tại sao nó lại có cái quả này. Vì vậy cho nên người ta thường hay có cái tâm gọi là mà sợ hãi những cái quả khổ, ưa thích những cái quả an lành, và người ta sinh ra cái sự gọi là đi cầu xin để được hưởng những cái quả an vui đấy. Mà người ta lại không thấy được cái pháp nhân duyên, tức là không thấy được cái nhân duyên nó tiềm ẩn ở đằng sau đấy, nó mới là cái nền tảng, nó mới là cái nguyên nhân, là cái lý do nó diễn đến những cái quả của hiện tại này. Và những cái nhân ở hiện tại này nó sẽ dẫn dắt đến những kết quả ở trong tương lai. Nếu như một cái người hiểu được về pháp nhân duyên thì trong hiện tại này mình gặp bất cứ một chuyện vui buồn nào thì mình cũng biết đó là do cái nhân duyên nó đã gieo đặt ở trước. Và khi có thể nhìn vào tất cả những cái hành động ở hiện tại này thì mình sẽ biết được kết quả ở tương lai là như thế nào. Mặc dù là cái người mình có thể nghe giảng về cái pháp nhân duyên thì mình có thể hiểu hay là mình cũng có thể tin một phần nào đấy, nhưng mà nếu mà một cái người mà chưa thực hành cái pháp thiền phân biệt nhân duyên thì cái sự hiểu nó thứ nhất là nó không được sâu sắc. Cái thứ hai đó là cái niềm tin nó không được vững chắc. Tức là có thể là mình có tin nhưng mà cũng có lúc mình bị phiền não, nó làm cho mê mờ, nó lấn át cái trí. Rồi mình lại khởi lên những cái tưởng chi tà kiến, mình khởi lên cái tà kiến trở ra. Còn nếu một cái hành giả nào mà đã quán chiếu được cái pháp nhân duyên
thì cái người đấy sẽ có được một cái niềm tin vững chắc. Vững chắc nếu mà một cái thiền sinh nào mà đã hành thiền tuệ đến cái pháp mà là phân biệt tuyên khởi, thì cái vị đấy được gọi là bậc tiểu dự ni. Tức là một cái bậc mà chứng đắc được đến cái sơ quả dự ni, thì cái vị đấy sẽ có một cái niềm tin bất động vào nghiệp và quả của nghiệp. Còn một cái thiền sinh mà thực hành cái pháp thiền mà phân biệt được cái pháp duyên khởi, thấy được cái nhân nó sinh ra quả, thì cái vị đấy sẽ có cái niềm tin bất động vào nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng mà cái niềm tin đó nó sẽ duy trì được hết cái kiếp sống này. Nếu như vị đó là chưa chứng đắc được các nghe, chưa chứng đắc niết bàn ở trong hiện tại, thì cái niềm tin đấy nó cũng sẽ không lay chuyển cho đến hết cái kiếp sống này. Cho nên là cái người phân biệt được cái pháp nhân duyên, vì có cái niềm tin tuyệt đối và sâu sắc vào cái nghiệp và quả của nghiệp, cho nên vị đó sẽ tuyệt nhiên không dám tạo những cái ác nghiệp thô, tức là không dám tạo những cái ác nghiệp mà có thể dẫn đến những cái quả báo mà phải bị đọa lạc vào trong các cõi khổ ở trong tương lai. Nên đã thực hành đến pháp thiền tuệ phân biệt duyên khởi thì sẽ không dám tạo những ác nghiệp. Bởi vì nó có một cái niềm tin tuyệt đối vào nhân quả, biết chắc rằng là có nhân có quả, chứ cái điều đó là bằng cái trí tuệ mình tuệ chi, chứ không phải là bằng cái khái niệm, không phải là bằng cái lý thuyết suông. Thì cái đấy là cái quan trọng của cái pháp thiền tuệ phân biệt nhân duyên này. Thì một cái người mà có thể đạt được đến cái sự giác ngộ, tức là phải tuệ chi được các sự thật. Ví dụ vì đó tuệ chi khổ, tuệ chi được cái khổ tập, tuệ chi được khổ diệt, và tuệ chi được cái con đường đưa đến diệt khổ. Thì cái một hành giả nào mà thấy được danh và sắc, thấy được các cái pháp chân đế là sắc pháp và danh pháp sinh lên và diệt đi, thì cái người vị đó thấy được một cái thánh đế thứ nhất, tức là thấy được một cái chân lý thứ nhất, đó là tất cả những gì mình thấy bằng các giác quan ở bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân, thì là nó chỉ là những cái sự thấy bằng cái tưởng chi. Nó có nhiều cái mình thấy được bằng cái hình thức, cái vỏ bên ngoài, mình không thấy được cái thật sự ở bên trong. Còn một người mà tuệ chi được các cái pháp chân đế của danh sắc, thì vì đó thấy được cái sự thật tột cùng của tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất, và những cái pháp gì nó thuộc về tinh thần. Thì cái vị đấy được gọi là một cái người thấy được khổ. Thấy được khổ bởi vì tất cả những cái pháp nó có cái tính sinh diệt, nó không có tồn tại, và vì nó sinh diệt, nó bị bức bách như thế, cho nên nó là khổ. Và một cái người mà quan sát được duyên khởi, tức là những cái nhân mà nó sinh ra cái năm uẩn này, cái nhân mà nó sinh ra cái danh sắc này, chính là duyên khởi. Duyên khởi là những cái nhân sinh ra danh sắc, thì cái đấy là cái người đấy tuệ chi được khổ tập. Từ cái duyên tuệ chi được khổ, tuệ chi được khổ tập, rồi sau đó quan sát đến cái tính diệt tận của nó, thì thấy được cái khổ diệt. Và khi nào mình thấy được các cái pháp nó có cái sự vô thường, khổ, vô ngã, mình chính là cái sự nhàn chán, đi đến ni tham, rồi đi đến đoạn diệt, từ bỏ, thì lúc đấy mình sẽ thấy được cái phương pháp đưa đến đoạn vận khổ. Cái sự tu tập cái pháp gọi là thiền phân biệt nhân duyên, nó cũng là một cái tầng thiền tuệ thứ hai trong các cái pháp thực hành thiền tuệ. Thì tuệ thứ nhất là phân biệt danh sắc, tuệ thứ hai là phân biệt về duyên khởi. Thì cái phân biệt duyên khởi này nó có 5 cách để phân biệt. Cái cách thức thứ nhất thì là phân biệt theo cái chiều cuộn, tức là phân biệt là vô minh duyên cho hành, tức là do cái sự hiểu là sai cho nên là sinh ra những cái hành động sai, từ hành bắt đầu là sinh ra thức, thức sinh danh sắc lục nhập thức thọ hai thủ hữu sinh não tử. Thì đấy được gọi là phương pháp thứ nhất là phân biệt theo chiều thuận như vậy. Vậy là phân biệt theo phân biệt chiều thuận, nhưng mà từ giữa cho đến cuối. Một thiền sinh cũng có thể phân biệt bắt đầu từ thọ. Thọ sinh nên là ái sinh nên thuộc hữu sinh giảm chết, sau khi gọi như nào.
thì một cái người phân biệt nhân duyên có thể là phân biệt từ đầu đến cuối, hoặc là phân biệt từ đoạn giữa đến đoạn cuối, hoặc là một cách nữa là phân biệt ngược từ cuối trở lại đầu. Vì đó có thể tác ý là tại sao lại có già chết, thì vì có tái sinh nên có già chết. Rồi tại sao lại có tái sinh? Vì có nghiệp ý nên có già sinh. Tại sao lại có nghiệp ý? Vì có chấp thủ nên có nghiệp ý. Tại sao lại có chấp thủ? Vì có tham ái nên có chấp thủ. Cứ đi ngược như vậy từ cuối cho đến đầu, đấy cũng là một cái cách phân biệt về duyên khởi. Hoặc là có một cái cách phân biệt duyên khởi nữa là ngược chiều, nhưng mà từ giữa trở về cuối. Từ thức ăn sinh ra do tham ái, rồi là do có thọ cho nên là có ăn, do có xúc cho nên là có thọ. Thì cái vị đấy phân biệt ngược lại từ cái đoạn giữa cho đến cuối cho đến đầu, thì đấy cũng là một cách phân biệt về duyên khởi. Thì bốn cái cách phân biệt duyên khởi này giống như là một cái pháp duyên khởi, tức là cái chuỗi, cái vòng tròn luân hồi ấy, nó cũng được ví như là một cái cây neo. Một cái người muốn diệt được cái cây neo thì có bốn cách để mà diệt nó. Một là mình cầm cái gốc đó mình nhổ lên rồi mình nôn xuống, đấy là cái cách mà phân biệt từ gốc đến ngọn. Cái cách thứ hai đó là một người mình có thể cầm ngọn này mình kéo ngược nó xuống, cầm cái ngọn rồi kéo ngược xuống đến gốc và nhổ lên, đấy là cách thứ hai. Còn người cách thứ ba là cầm ở cái đoạn giữa rồi là kéo lên trên. Còn một cách thứ tư là cầm ở giữa kéo ngược nó xuống dưới. Đây là bốn cái cách phân biệt duyên khởi. Và cùng một cái cách cuối cùng là cách thứ năm, là một cái cách mà dễ nhất, đó là cái phân biệt về các nhân quả, tức là do các cái nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, do các nhân hiện tại sinh ra quả tương lai. Vậy thì những cái gì mà có quả đang hiện hữu ở hiện tại đây là do có nhân, mình đã tạo nhân từ quá khứ. Vậy là cái cách phân biệt này là truy về cái nguồn gốc của nhân quả, đi trực tiếp vào nhân quả thôi. Có cái quả đây thì phải có cái nhân, đi tìm về cái nhân quá khứ. Còn nếu mà đã có cái nhân ở hiện tại này thì sẽ có cái quả ở tương lai. Thì đấy là về phương pháp gọi là phân biệt duyên khởi, phương pháp thứ năm. Cái phương pháp này tìm về cái nhân quá khứ, tức là nhân quá khứ của cái thân năm uẩn này. Bây giờ tại sao mình lại có cái thân năm uẩn này? Tại sao lại có cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành và cái thức này? Vậy thì đấy là cái quả. Mình đang có cái sắc thân này, đây là quả. Vậy thì cái nhân nào mà sinh ra cái thân này? Nó có năm nhân quá khứ, nó là do vô minh, do tham ái, do chấp thủ, do hành và do nghiệp. Đấy là năm cái nhân quá khứ, cho nên nó sinh ra năm quả hiện tại: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ mình trong năm cái nhân hiện tại, trong cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó lại có. Thế ở hiện tại đây mình cũng có vô minh, có tham ái, có chấp thủ, có hành và có nghiệp. Có năm cái này thì sẽ sinh ra năm quả tương lai, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì cứ hết từ đời này sang đời khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, hễ mà cứ có vô minh, có tham ái, có chấp thủ, có hành và có nghiệp thì sẽ có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nên thì năm cái nhân nó sẽ sinh ra năm cái quả. Vậy thì nếu như một cái hành giả nào mà muốn chấm dứt được sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì vị đó cũng phải chấm dứt được vô minh, tham ái, chấp thủ và hành nghiệp. Nếu ngày nào chưa chấm dứt được vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp thì sẽ còn sắc, thọ, tưởng, hành, thức sinh khởi lên. Vậy thì cái thân của con người này nó chỉ là cái thân năm uẩn, và nó cứ theo một cái vòng tương tục như vậy, và một cái vòng gọi là cứ có nhân thì có quả như vậy, theo cái quy luật nhân quả. Vậy thì vô minh là cái gì? Thì mình phải hiểu từng cái một, từng cái chi phần một của cái phiền não luôn. Cái vô minh, tham ái, chấp thủ tức là có cái phiền não, mà cái phiền não này là cái gốc rễ của luân hồi, cho nên gọi là phiền não luôn. Phiền não luôn đây nào, thì cái đầu đứng đầu tiên gọi là vô minh. Vô minh khiến cho một cái chúng sinh
cứ tái sinh ở trong luân hồi mãi. Thì vô minh ở đây có nghĩa là một cái chúng sinh đấy không thấy khổ, không thấy nguyên nhân sinh ra khổ, không thấy sự chấm dứt khổ và không thấy con đường diệt khổ thì gọi là vô minh. Tức là một cái ngày nào đó mà mình chưa có tuệ tri được danh sắc, chưa tuệ tri được các cái nhân sinh ra danh sắc, chưa tuệ tri được cái sự diệt tận của danh sắc, chưa thấy được cái phương pháp, cái con đường diệt tận danh sắc thì cái chúng sinh đấy được gọi là vô minh. Thì dù mình có học rộng biết nhiều, dù mình còn làm một cái người đấy là một nhà bác học có trí tuệ rộng lớn, có thể hiểu biết, có trí thức rộng lớn, hay là vị đó là một cái nhà Phật học, vị đó có thể học thuộc lòng cả Đại Tạng Kinh, cả Tam Tạng Kinh Điển, thì cũng chưa gọi là một bậc có trí tuệ, mà cái đấy được gọi là một bậc có trí thức. Vậy thì cái người có trí tuệ phải là một cái người thấy được các cái pháp chân thật, tức là vị đó phải có cái pháp, phải có cái sự chứng đắc về các cái pháp thiền, là vị đó phải tuệ tri được sắc uẩn, về thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, thì cái đấy vị đấy mới được gọi là một người thấy được các cái tính chất của khổ, thấy được cái sự thật của cái thân năm uẩn này, năm uẩn này là khổ. Chứ còn nếu như mình chỉ nghe nói năm uẩn này là khổ nhưng mà thực sự mình không thấy thì nó không phá vỡ được cái vô minh này. Trong cái tưởng của mình nó vẫn có những cái ảo tưởng, nó vẫn có những cái lầm lẫn, nó vẫn có những cái tham ái, nó vẫn có những cái dính mắc đối với cái sắc thân năm uẩn này, nó không thể đưa đến cái sự nhàm chán, nó không thể đưa đến sự ni tham, nó không thể đưa đến cái sự từ bỏ được. Vậy thì đấy, vô minh là một cái sự mà không thấy được các cái sự thật cuối cùng, không thấy được các cái pháp chân đế cuối cùng. Đấy. Còn những cái mà mình hiểu biết rộng lớn bao nhiêu thì nó có gọi là pháp tục đế, chứ nó không phải là pháp chân đế, nó không có thể nào khai mở được cái trí tuệ giác ngộ, nó không phá vỡ được vô minh. Vậy thì một cái hành giả hành thiện thấy được danh sắc là người đó thấy khổ, quán chiếu được cái pháp duyên khởi là tìm ra được khổ tập nhân sinh đang khổ, và thấy được cái tính chất vô thường khổ vô ngã của nó thì là để đi đến cái sự diệt tận cái tham ái chấp thủ ở cái năm uẩn này, thì lúc đấy mới hết được vô minh. Vậy thì đây cái này được gọi là vô minh, không thấy các sự thật tuyệt đối, chứ không phải là một người chỉ hiểu biết trên khái niệm chuông, mà cái người này phải là một cái người tuệ tri được các sự thật, tức là phải tuệ tri được danh sắc, tuệ tri danh sắc và khởi, tuệ tri danh sắc đoạn diệt thì mới hết vô minh. Còn chưa tuệ tri được thì người đó là khó còn vô minh. Thì cái vô minh này nó mới là cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh đó không thể thoát ra khỏi luân hồi. Còn một chúng sinh muốn thoát khỏi luân hồi thì phải thấy được khổ, thấy được nhân sinh là khổ, thấy được sự chấm dứt khổ và thấy được cái con đường đưa đến diệt khổ. Còn tham ái thì do vô minh thì sẽ có tham ái, do vô minh cho nên là do sự hiểu sai, cho nên là mình mới sinh ra cái sự ưa thích những cái không đáng ưa thích, những cái mà nó đưa đến khổ nhưng mà mình lại tưởng nó là vui, và mình ưa thích thì được gọi là tham ái. Ví dụ mình ưa thích ngũ dục gọi là dục ái. Ngũ dục ở đây là năm cái cảnh trần ấy. Ví dụ con mắt mình ưa thích cái cảnh sắc đẹp, đấy được gọi là dục ái. Ưa tai ưa thích âm thanh, ưa thích mùi hương, ưa thích vị và thân, ưa thích cái sự xúc chạm thì đấy được gọi là ưa thích ngũ dục. Tại vì làm sao mình lại ưa thích ngũ dục? Bởi vì cũng là do cái vô minh của mình nó mạnh quá cho nên là mình ưa thích những cái nó là giả, mình tưởng nó là thật, những cái nó khổ mình lại tưởng nó là vui, những cái nó vô thường mà mình lại tưởng nó là thường, thì chính cái tưởng sai đấy nó khiến cho mình sinh ra cái tâm ưa thích một cách sai lầm. Vậy thì cái đấy gọi là ưa thích ngũ dục. Nhưng có một số người làm trừ được cái sự ham thích ngũ dục này, vì đó có thể ni dục, ni ác pháp, chứng bà chú các tầng thiền,
sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tư. Vị đó đã hoàn toàn ni dục rồi, nhưng vị đó vẫn chưa hẳn đã hết được cái tham ái. Những cái tham ái thô, tức là tham ái về ngũ dục, nó có thể hết, nhưng vị đó sẽ có cái sự tham ái với sự hiện hữu, được gọi là hữu ái, tức là hữu ái là còn ưa thích sự tái sinh. Ví dụ vị đó vẫn còn ưa thích gọi là sắc ái hay vô sắc ái, ưa thích những cái sự hiện hữu, là còn ưa thích những cái thân năng uẩn. Mặc dù diệt được cái tham ái đối với lại cái cảnh trần ở bên ngoài, tham ái đối với cảnh trần ở bên ngoài thì được gọi là dục ái, nhưng mà tham ái đối với lại cái thân ngũ uẩn bên trong này thì lại khó diệt, vẫn còn thích cái sự hiện hữu của nó, thì cái đấy gọi là sự ưa thích về hữu ái. Hoặc là có một số người thì ưa thích sự không hiện hữu, gọi là vô hữu ái. Thế là có những người thì nói là cứ yên tâm đi, sống cứ ăn chơi thoải mái đi, đến lúc chết là hết, còn gì nữa đâu mà phải lo. Làm việc thiện thì chết cũng hết, làm việc khác chết cũng hết, cho nên là sống cứ tranh thủ mà hưởng thụ, ngày nào tận dụng, ngày nào còn sống hưởng thụ về chết rồi chẳng còn nữa đâu. Nhưng người ta cứ tán thán những cái gọi là không có hiện hữu như thế, thì những cái học thuyết không có hiện hữu như thế thì người ta tán thán, người ta không có tán thán cái thiện, không chê bai cái ác. Người ta sống, người ta cứ nói là do con người tự nhiên sinh ra rồi tự nhiên mất đi, tất cả cái sự vui buồn sướng khổ chẳng qua nó chỉ là luôn chỉ làm một cách vô tình, nó không có một cái chi phối gì ở bên trong cả, ngẫu nhiên. Mọi thứ nó đến một cách ngẫu nhiên, không có sự chi phối nào hết. Đấy được gọi là cái thuyết vô thần, thì cái đấy được gọi là sự không hiện hữu. Có những người thì ưa thích sự không hiện hữu thì gọi là vô hữu ái. Thì cả ba cái này đều được gọi là tham ái. Thì cái tham ái của mỗi một người thì nó có một khác. Có người thì có cái tham ái rất là nặng, có cái người thì có tham ái nhẹ, có người thì có cái mức độ tham ái và cái mức nó vừa vừa. Thì cái người nào mà vô minh mình mà càng nhiều thì tham ái nó càng nặng. Có thể là có khi nào mà mình có vô minh mà mình không có tham ái không? Có khi nào mà vô minh thì có mà tham ái thì không có. Thì vô minh thì nếu như một cái người mà chưa thấy được các sự thật thì lúc nào mình cũng nhìn mọi thứ bằng cái con mắt vô minh của mình. Nhưng mà không phải cái gì mình cũng tham ái, có những cái mình tham ái, có những cái mình không tham ái. Còn nhưng mà từ cái tham ái này, nó cũng thể có những cái mình tham ái rồi nó sẽ sinh ra mình chấp trước vào nó, mà có những cái mình tham ái mà mình không chấp trước vào nó. Nhưng mà cái người nào mà cái vô minh nó càng yếu thì cái tham ái nó cũng yếu. Nếu mà một cái người nào mình có cái tâm, có cái trí tuệ một chút, mình thấy mọi thứ nó bình thường một chút, thấy có cái tâm xả, không có cái tâm dính mắc nhiều, mình thấy mọi thứ là giả tạo. Ví dụ như là một cái người khi mà chưa có trí tuệ để thấy được cái sự thật, nhưng mà bằng cái trí thức, bằng cái sự tư duy, bằng cái sự nhận thức do cái sự nghe giáo pháp, do cái sự học giáo pháp và nghe giáo pháp, thì vị đó biết được rằng là vị đó tư duy nghĩ rằng là mọi thứ ở trên đời là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là giả tạm, là không thật. Thì do cái sự quán chiếu như vậy thì vị đó có cái vô minh nó cũng sẽ yếu đi một chút, thì cái tham ái nó cũng yếu đi một chút. Thì cái người mà có được một cái trí tuệ, nó thuộc về một cái sự hiểu biết, nó thuộc về một cái pháp hiệp thế, một cái pháp nó dù nó chưa phải là cái pháp chân đế, nó là cái pháp tục đế. Mình có cái sự hiểu biết, có cái đa văn, từ cái trí của cái đa văn, của cái học, của cái hiểu, của cái tư duy, thì nó cũng đã giảm bớt được một phần vô minh.
nó cũng đã giảm bớt đi một phần tham ái, một phần chấp thủ. Còn nếu mà đạt được cái sự tuệ chi, thấy được cái pháp chân đế thì lúc đấy nó mới phá vỡ được cái vô minh, nó mới đập tan được cái vô minh đấy, và nó mới diệt trừ được, nó mới diệt trừ được cái tham ái, nó phá được cái tham ái. Thì ba cái đó là vô minh này, tham ái và chấp thủ. Chấp thủ ở đây là có bốn cái sự chấp thủ. Một là chấp thủ hay là còn gọi là một cái sự cố chấp, mình cố gắng chấp giữ vào một cái gì đó, mình cố gắng giữ gìn một cái gì đó, cố gắng bảo vệ một cái gì đó, giữ khư một cái gì đó thì được gọi là chấp thủ. Ví dụ như là một cái người nào người ta bảo vệ cái quan điểm của họ, dù là cái quan điểm đó là sai và người ta không chấp nhận quan điểm của người khác, thì cái người đấy mà ở thế gian thường hay được gọi là cái người này có cái tính cố thủ, hay là người này là có cái tính bảo thủ. Thì ở đây chấp thủ nó cũng gần giống như vậy, tức là một cái người này có một cái sự dính mắc lớn thì được gọi là chấp thủ, hay là có một cái sự tham ái lớn lớn mạnh quá thì nó gọi là chấp thủ. Ví dụ bị đó chấp thủ bằng ngũ dục, gọi là dục thủ. Bị đó ưa thích cái ngũ dục và bị đó không có chịu rời bỏ, không chịu rời bỏ ngũ dục này. Ví dụ một cái người nào người ta bảo vệ cái quan điểm đó là hưởng thụ cái ngũ dục, đấy là an vui, đấy là hạnh phúc, thì cái đấy được gọi là chấp thủ bằng ngũ dục. Thì có, chỉ có những chúng sinh mà sinh ra ở cõi người và chúng sinh mà sinh ra ở các cái cõi trời dục giới thì là có cái sự chấp thủ và ngũ dục này. Chứ còn các chúng sinh sinh ra ở các cái cõi sắc giới thì người ta không có chấp thủ và ngũ dục. Như chúng sinh mà sinh ở địa ngục hay là ngạ quỷ thì người, thì luôn luôn thọ khổ, không có thọ được cái dục nào, thì cũng không có cái sự chấp trước này. Còn chúng sinh sinh ra ở cõi người do có cái sự hưởng thụ về ngũ dục, thì chúng sinh sinh ra ở các cõi trời dục giới hưởng thụ ngũ dục, và vì đó có những chúng sinh đấy chấp thủ vào cái ngũ dục, bám chấp và cái không chịu rời bỏ. Tức là một cái người dù có khuyên bảo ở cái mức độ nào nhưng mà những chúng sinh đó vẫn cứ đề cao cái sự gọi là hưởng thụ các cái dục lạc ở thế gian. Hưởng thụ những cái niềm vui, vì đó chỉ chạy theo cái ngoại cảnh. Ví dụ vị đó chạy theo cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, và vị đó nói là đây là cái hạnh phúc, đây là niềm vui, đây là cái mục đích tối hậu của cái kiếp sống này. Sống vì đó làm tất cả mọi thứ để đạt được, để hưởng thụ được thật nhiều những cái ngũ dục này, thì cái đấy được gọi là dục thủ, chấp thủ và ngũ dục. Vì đó cố chấp và sự hiểu biết sai thì được gọi là tà kiến thủ. Một cái chúng sinh có những cái hiểu biết sai trái, có những cái hiểu biết sai lầm, nhưng mà vì đó lại cố chấp vào cái sự hiểu biết đó, vì đó không chịu tiếp thu những cái tri thức khác thì được gọi là tà kiến thủ. Ví dụ như là một cái chúng sinh bây giờ người ta là chết rồi là hết, người ta chấp thủ vào cái này, đấy được gọi là tà kiến thủ. Có những cái người ở trên thế gian này thì người ta nghĩ rằng là phải có tất cả mọi cái niềm vui nỗi khổ là do cái sự cúng tế cái thần linh, vì thế cho nên người ta chấp thủ vào cái nghi lễ tế tự, ví dụ như là thờ cúng ông bà tổ tiên cũng là một cái nghi lễ, hay là cúng cầu an cầu siêu là một cái nghi lễ, một cái thờ cúng nghi lễ, và người ta chấp thủ vào, người ta bắt là sống là phải tuân theo, là phải bảo vệ, phải chấp chấp vào cái sự hiểu biết, cái sự hiểu biết sai, và người ta không chịu tiếp thu những cái tri thức khác, nó là cái này mới là đúng, cái quan điểm này mới là đúng, cái sự hiểu biết này mới là đúng, hay là bây giờ người ta cứ bảo cái gì khoa học chứng minh được thì cái đấy mới là sự thật, cái gì khoa học không chứng minh được không phải là sự thật. Khoa học không thấy được luân hồi vậy thì không có luân hồi, khoa học không thấy được cái sự nghiệp cho nên là không có nghiệp. Thế đấy những cái người này gọi là chấp thủ vào cái khoa học, cái sự hiểu biết này, thì đấy nó gọi là tà kiến thủ.
còn có một cái sự cố chấp, nó chấp vào cái sự giữ gìn sai, cái sự giữ gìn sai là một cái mỗi một người hay là một ở mỗi một cái vùng miền có những cái, có những cái văn hóa, có những cái văn hóa, cái tục lệ, và người ta phải tuân thủ, phải giữ gìn theo cái văn hóa, cái tục lệ đó. Đấy thì được gọi là cái sự cố chấp vào cái sự giữ gìn sai. Thì cái đấy được gọi là giới cấm thủ, chấp thủ vào cái sự cấm kỵ. Người này cấm không được làm việc này, cấm không được làm việc kia. Như là nhất là những cái người ở ngoại đạo thì có thể người ta chấp vào những cái kiêng giữ như là người ta giữ gìn những cái pháp, có người thì giữ gìn cái pháp, cái hủ tục như là phải đốt lấy tiền bạc mã cho người chết, người ta bảo vệ và giữ gìn, người ta chấp vào cái sự giữ gìn đấy. Đấy được gọi là cái sự cố chấp vào cái sự giữ gìn sai, cũng được gọi là giới cấm thủ. Có nhiều cái cách, ví dụ như là có những cái người ở trong Phật giáo mà có những người nào ăn chay chẳng hạn, mà người ta gọi là tu là cái ăn chay mới đắc đạo, mới thành chánh quả, thì cái đấy nó cũng được gọi là một trong những cái giữ gìn sai, gọi là chấp thủ vào cái pháp đấy. Bởi vì có thể có những người người ta không ăn chay, người ta vẫn tu đắc đạo, chứ không nhất thiết là phải như thế. Đấy cũng là một cái gọi là giới cấm thủ. Hay là những người ngoại đạo thì người ta có rất nhiều những cái cảnh giới cấm thủ, thì có người có giữ cái cấm thủ như là phải đi tắm ở sông Hàm để rửa hết tội lỗi. Nếu mà người ta mà không rửa được, dùng cái nước thánh để rửa những cái điều tội lỗi đã làm, thì người ta cho rằng đó là một cái tội lỗi. Và khi rửa sạch, khi đã dùng cái nước mà người ta cho là nước thánh để tẩy uế, thì người ta cho là sạch tội, thì đấy là một cái giữ gìn sai. Bởi vì tội đã tạo lên thì nó sẽ chờ một ngày nào đó trổ quả báo. Chứ sự thật không có nước nào rửa được tội lỗi, nhưng mình giữ gìn một cách vô ích như vậy được gọi là giới cấm thủ, giữ gìn một cách sai trái. Thì cứ cái gì mà mình giữ gìn mà không có lợi ích, mình giữ gìn mà nó không đúng với sự thật, thì cái đấy, thì cái sự giữ gìn đấy được gọi là giới cấm thủ. Ví dụ như những người người ta tu khổ hạnh, người ta chấp trước vào những cái pháp tu khổ hạnh đấy, được gọi là giới cấm thủ. Nhưng có người tu hạnh con bò, tu hạnh con chó, thì người ta đang bị vướng vào cái giới cấm thủ này rất là nặng nề. Và có một cái cấm, một cái chấp thủ mà tất cả những cái chúng sinh còn là phàm phu thì không ai thoát khỏi cái chấp thủ này, đó là cố chấp vào thân ngũ uẩn, và cái thân ngũ uẩn gọi là ngã chấp thủ. Đã chấp là sắc này là ta, là của ta, tự ngã của ta, đấy là một cái gọi là chấp thủ mà vào thân ngũ uẩn, gọi là ngã luôn, ngã chấp thủ. Chấp cái thọ này, cái thọ khổ là cái yêu này, cái thọ, cái cảm thọ lúc vui lúc buồn, lúc không vui không buồn, mình nghĩ rằng đấy là ta, là tôi, là tự ngã của tôi, cái cảm thọ này, hoặc là cái tư tưởng của mình chấp trước, cái hành động của mình chấp vào cái nhận thức, cái hiểu biết của mình, gọi là chấp vào năng lượng khổ chấp thủ. Thì những cái đấy được gọi là chấp thủ. Tại sao nó sinh ra cái chấp thủ? Những cái chấp thủ này nó sinh ra khi mình có một cái dính mắc. Dính mắc thì là gọi là tham ái. Nhưng cái tham ái ở cái mức vừa vừa thì nó đỡ chấp thủ. Nhưng mà tham ái mà nặng quá thì nó sinh ra chấp thủ. Một cái gì đó mình tham ái mà mình cứ nặng đi nặng lại nó, thì nó sẽ trở thành chấp thủ. Nhưng nếu mà mình mà tham ái vừa vừa thì nó không chấp thủ, mà tham ái quá là nó sẽ chấp thủ. Thì cứ cái gì mà mình tham quá là mình chấp nó cho mình. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một cái gì đó mà mình ưa thích, mình ưa thích thì mình sẽ tìm mọi cái cách để mình kiếm được cái đấy cho nó trở thành của mình. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một cái nhà đẹp, mình kiếm tiền mình mua nó,
rồi khi mà mình mua được rồi mình nhận đây là nhà tôi, lúc ấy mình ra sức mình bảo vệ nó thì lúc đấy là chấp thủ. Còn cái lúc đầu mình mới ưa thích thôi thì mà nó chưa phải là của mình, lúc đấy mình chưa có cái quyền để mà bảo vệ, để cai quản nó. Còn khi nào mình đã có cái quyền bảo vệ và cai quản nó rồi thì lúc đấy là mình sẽ chấp thủ. Còn cái thân năm uẩn này thì lúc nào nó là của mình, mình chấp thủ cái thân bên trong. Thế là bây giờ mình lại nhìn thấy một cái thân năm uẩn khác, mình lại ưa thích, mình tìm kiếm, mình biến cái thân năm uẩn đấy là của mình, nên thì mình sẽ sinh ra một cái chấp thủ nữa, chấp thủ vào năm uẩn bên ngoài. Thế cái người nào mà càng có nhiều bà con, người nào càng có cái nhiều người yêu mến, thì người nào càng có nhiều quyến thuộc thì người đó sẽ càng có nhiều chấp thủ. Chấp thủ đây là tôi này, đây là người thân của tôi này, đây là họ hàng tôi này, đây là làng xóm của tôi này, đây là dân tộc của tôi này, đây là đất nước, đây là những... thì mình cứ chấp thủ như thế, từ cái chấp thủ nhỏ trở thành những cái chấp thủ lớn. Đây là họ nội, đây là họ ngoại, họ bên mẹ, họ bên cha, cứ chấp thủ như thế nó sinh ra càng dính mắc, sự dính mắc đấy nó chấp thủ là năm uẩn. Thì ba cái này được gọi là vô minh, tham ái và chấp thủ này thì được gọi là phiền não luôn, là cái nhân, là những cái tâm mà nó khiến cho chúng sinh đi luân hồi. Ngày nào mình cứ còn vô minh tham ái chấp thủ thì lúc đấy còn khởi nên phiền não luôn. Thế bây giờ biết là hàng ngày mình khởi nên bao nhiêu cái vô minh tham ái chấp thủ? Có ngày nào mà mình không vô minh, hoặc là có ngày nào mình không tham ái, hoặc có ngày nào mình không chấp thủ không? Thì cái vô minh tham ái chấp thủ càng khởi lên nhiều thì cái dính mắc ở trong luân hồi nó càng lớn. Thế bây giờ mình biết được làm sao mà mình biết được cái vô minh tham ái này nó khởi lên hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như bây giờ mình ưa thích một cái gì đó, mỗi người ưa thích một mặt nhé. Ví dụ có cái người là mà ưa thích về nghe nhạc ấy, mình thấy ai đó hát hay, theo mà mình khởi lên ước gì mình cũng hát hay như cái cô đấy nhỉ, thì mình có cái ước muốn nữa. Thì trong cái ước muốn đấy nó có cái gì không? Thì ví dụ mình nghĩ là mong rằng mình cũng hát hay như vậy, thì nó có cái vô minh rằng cho rằng là cái người ca sĩ đấy là thật. Đấy là một cái sự ảo tưởng, do mình không thấy được cái tính chất là sinh diệt, không thấy được cái danh sắc nó sinh diệt liên tục, mình nghĩ rằng cái con người, cái người ca sĩ kia là thật sự hiện hữu. Đấy nó gọi là vô minh. Tham ái là mình ưa thích được trở thành cái người ca sĩ như vậy, đó gọi là tham ái. Chấp thủ đó là mình dính mắc vào, mình dính mắc vào cái thân năm uẩn của cái người đấy, của cái người ca sĩ đấy, thì đấy thì nó gọi là vô minh, tham ái và chấp thủ. Hoặc là bây giờ có một cái người nào thì mà mình lại ưa về một cái lĩnh vực khác, ưa về chính trị chẳng hạn, mình thấy một cái lãnh tụ nào đấy mình ưa thích, ước gì mình cũng được trở thành một cái vị lãnh tụ cao như vậy nhỉ, thì mà trong đấy nó có vô minh tham ái chấp thủ. Vô minh là mình có cái ảo tưởng, mình cho rằng có cái vị này, cái vị người đấy là có thật. Tham ái là mình ưa thích được trở thành như vậy. Chấp thủ là mình chấp trước vào cái đời sống của cái người đấy. Hoặc là bây giờ có một cái người mà mình lại thích cái sự giải thoát, thích cái sự tu tập, mình thấy một vị tỳ kheo, ước gì mình cũng được trở thành vị tỳ kheo vậy. Thì bắt đầu có vô minh tham ái chấp thủ ở trong đấy. Vô minh là mình cho rằng bị tỳ kheo đó hiện hữu, tham ái là mình dính mắc, và chấp thủ là mình chấp thủ với cái đời sống đó. Thì hàng ngày vẫn, bây giờ mình có hàng ngày mình có bao nhiêu cái ước muốn thì nó sẽ có bấy nhiêu cái vô minh tham ái chấp thủ. Đấy là cái phiền não luôn, cứ khởi nên hàng ngày như thế, nó cứ khởi nên mình. Nhưng mà bây giờ có cái người nào mình thấy một con chim nó bay trên, mình nghĩ là ước gì mình cũng có đôi cánh mình bay như con chim nhỉ, thế có vô minh tham ái chấp thủ không? Bây giờ nó có vô minh, có tham ái chấp thủ ở trong lần. Vô minh là do mình nghĩ rằng con chim là thật, tham ái là mình ưa thích cái con chim đấy, chấp thủ mình chấp trước vào cái
thì cái đời sống của cái con chim đấy, đôi mình cứ nhìn thấy những cái gì đó mà mình cứ khởi lên cái sự ưa thích, cứ khởi lên cái ao ước, cứ khởi lên một cái ước muốn như vậy, thì là trong đấy nó bao gồm vô minh, tham ái và chấp thủ. Thì hàng ngày như vậy mình cứ huân tập cái vô minh, tham ái, chấp thủ như thế, và cho đến lúc nào mình chết là có thể mình những cái đấy nó sẽ khởi lên, và tâm của mình nó sẽ chọn một trong những cái ao ước mà hàng ngày này, và cái nó sẽ khiến cho mình phải luôn hồi tái sinh. Vô minh, tham ái, chấp thủ được gọi là phiền não luôn, vì nó là nguyên nhân dẫn đến sự luôn hồi tái sinh từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cho nên là Đức Phật mới dạy cái phương pháp tu tập để tuệ chi được tất cả những cái sự hiện hữu này, nó chỉ là danh và sắc, rồi là tính chất, tuệ chi được cái tính chất vô thường khổ vô ngã trên cái danh sắc ấy, để cho mình nhàm chán đối với tất cả sự hiện hữu, tức là nhàm chán với danh sắc, để mình đoạn trừ được cái tham ái, gọi là ni tham, để diệt trừ được cái chấp thủ, rồi là mình mới từ bỏ được các cái hành động và cái sự tạm nghỉ, từ bỏ được các việc hữu thì mới đi đến cái sự giải thoát. Còn ngày nào mình cứ còn ưa thích, mình chưa nhàm chán thì còn ưa thích, còn ưa thích thì sẽ cái phiền não luôn nó còn khởi lên, phiền não luôn nó khởi lên thì mình sẽ còn tái sinh ra già như vậy. Ví dụ mong rằng tôi trở thành một người nam có sức khỏe và trí tuệ, ví dụ bây giờ mình khởi lên một cái ước muốn như vậy thì nó có vô minh ảo tưởng cho rằng người nam là có thật, tham ái là ưa thích được làm người nam và chấp thủ dính mắc vào cái người nam này. Cứ ước muốn như vậy. Bây giờ một đứa trẻ con, mình hỏi nó là lớn lên con làm gì? Có hai, phải mấy người lớn cứ dạy trẻ con này. Lớn lên này, con làm cái gì? Thì mỗi đứa nó sẽ được người lớn dạy cho nó khởi lên một cái vô minh, tham ái, chấp thủ. Mà lớn lên nó có làm được như vậy không? Làm được như vậy không? Có người làm được, có người không làm được. Nó còn tùy theo cái ước muốn này, nó chỉ là một cái nhân tố thôi, nhưng mà để cho nó thành tựu được ấy, thành tựu được cái ước muốn ấy, nó còn phải có những cái nhân duyên để nó hỗ trợ nữa. Ví dụ các cái hành động nghiệp, cái hành động tạo nghiệp ấy, nó là cái nhân duyên nó hỗ trợ. Cho nên có những cái ước muốn có thể thành tựu được ngay trong đời này, có những ước muốn nó sẽ thành tựu ở trong kiếp sau, tức là sau cái kiếp này mình chết. Có những ước muốn nó sẽ thành tựu được phải trải qua 10 kiếp, 20 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, 100000 kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp, nhiều ác tăng kỳ kiếp. Tùy theo từng ước muốn mà nó sẽ thành tựu. Có những ước muốn nó rất là lâu thành tựu, bởi vì nó phải đủ các cái yếu tố nhân duyên nó mới thành tựu. Còn nếu mà không đủ yếu tố nhân duyên nó không thành tựu. Thì vô minh tham ái cứ khởi lên như thế, mong rằng tôi trở thành một người nữ có sắc đẹp, có tài sản, thì là bắt đầu nó có vô minh tham ái chấp thủ trong đó. Vô minh cho rằng người nữ là thật, tham ái là ưa thích trở thành người nữ và có sắc đẹp đấy, tài sản là chấp thủ là dính mắc vào kiếp sống của người nữ. Hàng ngày mình cứ khởi lên nhiều, mình ước muốn mình trở thành một cái người gì đó, hay là mình ước muốn cho một cái gì đó nó trở thành của mình. Bây giờ mình nhìn thấy một cái gì đó mà mình ưa thích, mình ước muốn, mong rằng cái kia nó trở thành của mình, thì bắt đầu mình cũng có vô minh ở trong đó, có tham ái, có chấp thủ. Bởi vì vô minh, tham ái, chấp thủ, mình có thể chấp thủ những cái ở bên trong mình, có thể chấp thủ những cái ở bên ngoài. Hoặc là mình ước muốn mình trở thành một mình thấy một cái nhân vật nào đó mà mình khởi lên một cái ước muốn như cái người đó, thì có những cái ước muốn thì nó là cao thượng, nhưng mà có những cái ước muốn thì nó là thấp kém, nó là hạ gì tùy theo. Khởi lên ước muốn mong rằng tôi trở thành một vị chư thiên ở trên cõi trời, thì đấy nó cũng là một cái ước muốn. Ví dụ như bây giờ mình nghe trong kinh sách nói là có những cái cõi trời, lục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì mình khởi lên những cái ước muốn ấy, mong rằng tôi sẽ được sinh ở các cái cõi chư thiên đấy, thì nó cũng có vô minh rồi đấy, ảo tưởng cho rằng chư thiên là thật hiện hữu,
tham ái là ưa thích trở thành một vị thiên, và chấp thủ là dính mắc và kiếp sống của chữ thiên. Rồi khởi lên cái ước muốn mong rằng trở thành một vị tỳ kheo chứng đắc niết bàn, thì nó có vô minh tham ái chấp thủ ở trong này. Vô minh cho rằng có vị tỳ kheo thật ưa thích mà trở thành tỳ kheo và dính mắc vào tỳ kheo, thì trở thành tỳ kheo đi cũng thế. Nếu mình mà chỉ có ước muốn xuông ấy, thì những cái điều đó nó sẽ không thành tịnh. Nếu như mình chỉ có ước muốn không, không thì nó không thành tịnh. Vì ước muốn nó cần phải được kết hợp với những cái hành động tạm biệt, thì những ước muốn đó nó thành tịnh. Phiền não luôn phải kết hợp với nghiệp luôn thì nó mới sinh ra quả luôn. Tức là trong cuộc sống, tại sao mình có nhiều ước muốn? Mình lúc còn bé mình mơ mộng lắm, mình có nhiều cái ước nguyện lắm, mình có nhiều cái hoài bão lắm, mình có nhiều tâm huyết lắm, mình có nhiều dự định lắm, mình có nhiều mong cầu lắm, mình có nhiều tham vọng lắm, mà sao mình chẳng làm được cái gì? Tại sao lại thế? Tại sao? Tức là bởi vì mình có ước muốn nhưng mà mình lại không chịu làm, không chịu tạo cái duyên cho cái ước muốn nó thành tựu, không tạo cái nhân duyên cho nó. Ví dụ như là bây giờ mình ước muốn ấy, mình ước muốn cho một cái hạt giống này nó nảy mầm, nhưng mà mình cứ đặt nó ở trên bàn ấy, mình ngắm nghía là ước muốn ngày mai mình lại nên cây cho ta hai quả. Mình cứ ước muốn như vậy, mình cứ đặt nó trên bàn ấy, rồi mình ước, mình cầu trời đại Phật phù hộ cho nó chấm mọc cây. Thì cái sự ước muốn đấy nó không thành tịnh do mình không tạo nhân duyên cho nó. Còn có cái người mà mình có cái ước muốn đấy nhưng mình đem nó ra đất mình trồng và mình chăm bón cho nó thì nó sẽ lên cây và nó ra quả, nó ra trái. Vì vậy đấy là mà cái người gọi là vô minh tham ái, nó chỉ là một cái, nó chỉ là một cái ước muốn nó khởi lên, nhưng có thành tựu được hay không là còn do cái hành động của mình, mình có chịu hành động thực hiện nó hay không mà thôi. Vậy thì nó, những cái vô minh tham ái chấp thủ nó liên quan đến cái hành, ví dụ như là hành động thân, có những cái hành, hành là tất cả những cái gì mà mình có cái sự cố ý tạo tác là hành. Thân tạo tác gọi là thân hành, khẩu tạo tác gọi là khẩu hành, và ý tạo tác thì được gọi là ý hành. Hành thì có thể là có cái hành thiện, có khi là có hành bất thiện. Đấy, khẩu mình có khi mình hành thiện, có khi hành bất ác. Ý của mình vẫn có ý hành thiện và có ý hành ác. Thế bây giờ mình từ cái hành động này và mình ước muốn một cái điều gì đó thì thường thường là mình phải hành động để mình đạt được cái ước muốn đó. Bây giờ mình muốn có tiền chẳng hạn, muốn rất là muốn, nhưng bây giờ bắt đầu mình đi hành động để kiếm tiền, bắt đầu đi kiếm việc nhà, đấy là một hành động, một hành động để kiếm tiền. Thế có những cái hành động thì nó sẽ kiếm ra nhiều tiền, nhưng mà có những cái hành động mình mục đích của mình đi kiếm tiền nhưng cuối cùng lại mất tiền, đó là làm sao? Thì cái hành động vậy, ví dụ như là bây giờ trước kia có một cái ông vua, đêm tự nhiên ông ngủ cũng nằm mơ, thấy được cái cảnh cõi trời đa lợi, cảnh trời đa lợi rất là huy hoàng rực rỡ, trắng lên đệ trang nghiêm. Thì khi mà tỉnh dậy thì ông mới kể với các cái vị quan là ta mơ ước thấy cõi trời như vậy, ta chỉ mong muốn sau này ta được sinh về cõi trời như thế, có cái cách nào, có con đường nào, có phương pháp nào để cho ta được sinh về cõi trời trong tương lai không? Thì lúc đấy có cái ông mà có cái vị quan, mà cái vị quan đấy là vị quan làm cái việc tế tự vị Bà La Môn, thì có cái tâm thâm hiểm độc ác, thì bảo bây giờ ngài muốn sinh về cõi trời thì ngài phải làm được cái việc khó làm nhất, phải hy sinh được những cái khó hy sinh nhất thì ngài mới có thể sinh được về cái cõi trời cao quý như vậy. Cái việc gì khó làm nhất, hy sinh gì khó nhất, đó là cần phải đem hết vợ con, những người thân thích nhất của mình ra để tế sống, để tế sống đất trời, thì sau này ngài mới làm, ngài mới sinh về được. Thế nó bắt hết vợ con mang ra để làm lễ tế đàn. Thì cái con đường đấy, cái cách thức đấy, cái đạo lộ đấy nó không thể đi về cõi trời mà nó đi xuống địa ngục. Vậy thì cái hành động, cái ước muốn
thì là ước muốn tốt nhưng mà hành động chậm, thì cái ước muốn ấy nó không thành tựu, bởi vì nó được thực hiện xa. Cũng vậy, bây giờ một cái người mình muốn có tiền nhưng mà mình lại đi ăn trộm, thế là bị người ta bắt được, bị phạt, chưa lấy được tiền đã bị phạt rồi, còn bị cầm tù nữa. Đây cũng là một cái ước muốn và cái hành động đi ngược lại thì nó có thể sẽ bị thiệt hại như vậy. Vậy nên một người bây giờ mình cứ ước muốn, mình ước muốn những cái điều tốt nhưng mình lại toàn làm cái việc xấu. Cái cục chạm của cái máy này thì pin nữa. Thì cái ước muốn là cái sự tham ái, mình ưa thích một cái gì đó mà nếu như mình có thể thành tựu được cái điều đó, nếu như mình có cái sự hành động đúng với cái việc đó. Ví dụ như là có một cái người khởi lên cái ước muốn này, muốn được sinh về cõi thiên giới, thì cái vị đó hành động như là hành động thiện, có những cái hành động thiện đó là bố thí giữ giới, để cung kính phục vụ, thì những cái hành động thiện đấy nó sẽ tạo cho, nó sẽ hỗ trợ cho cái ước muốn nó thành tựu. Hoặc là một cái người mà ước muốn sinh về cõi phạm thiên giới, thì cái vị đó phải có cái hành động tương ứng với cái ước muốn đó, thì vị đó phải hành thiền, phải chứng đắc các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vì đó duy trì cái tầm thiền đó cho đến lúc chết. Thì cái ước muốn đó gọi là phiền não luôn, và cái hành thiền đấy được gọi là nghiệp luôn. Còn nếu mà mình ước muốn được trở thành làm người, được sống lâu, được mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, có nhiều tài sản, có nhiều những cái điều mình mong muốn được cõi người này mà luôn thành tựu, thì bây giờ mình có ước muốn như vậy thì mình phải tạo những cái nghiệp nó tương ứng như vậy. Mình phải tạo những cái thiện nghiệp, bố thí, cung kính, giữ giới, phục vụ. Làm càng nhiều thì cái quả nó sẽ trổ càng mạnh. Làm cái hành động yếu thì cái quả nó yếu, hành động mạnh thì cái quả nó mạnh. Thì cái hành động đấy là gọi là nghiệp. Còn cái ước muốn đấy thì được gọi là phiền não luôn. Gọi là vô minh tham ái chấp thủ nằm ở trong đấy. Nó đi kèm với những cái nghiệp đấy và nó sẽ trổ cái quả. Cho cái quả đó là mình có cái thân người này. Còn nếu bây giờ có một người mà ước muốn thành Phật, ước muốn ta sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng giác ở trong tương lai, thì cái vị đó cũng cần phải tạo những cái hành động tương để trở thành vị Phật trong tương lai. Vị đó phải bố thí được ba ở mức ba cái mức độ, gọi là bố thí ở cái mức bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thường, bậc trung, bậc thượng, tức là tạo tác 10 cái pháp ba la mật ở ba cái mức độ. Bậc thượng đó là có thể hy sinh cả mạng sống của mình, bậc trung là có thể là hy sinh cả những cái một cái phần thân thể của mình, bậc thường là có thể hy sinh những cái tài sản bên ngoài của mình, bao gồm cả vợ con, nhà cửa. Thì cái đấy mới được gọi là tích lũy ba la mật từ ba mức độ bậc thường, bậc trung, bậc thượng, và trải qua rất nhiều ác căn kỳ kiếp, thì vì đó thì cái ước muốn đó nó thành tựu. Cho nên là có những cái ước muốn nó được buôn tập nhiều thì nó mạnh lên, có những cái hành động mà nó được tạo tác nhiều thì cái hành động nó mạnh, và những cái nào mà nó mạnh thì nó sẽ trổ quả đấy, nó sẽ cho cái quả mà đi tục sinh, đi tái sinh. Thì những cái hành đấy là một cái sự tạo tác ấy, được gọi là hành. Khi mà mình làm một cái việc gì đó, mình khởi lên cái ý muốn làm việc gì đó, thì nó đã có cái tâm cố ý, mình khởi lên cái cố ý làm cái việc này, cố ý làm việc kia, thì đấy là nó có cái hành này. Khởi lên cái ý định muốn làm cái việc gì đó cũng là hành. Mình khởi lên cái ý định muốn nói một cái lời gì đó thì nó cũng là hành.
thì cái thân hành, khẩu hành và ý hành như vậy thì nó có cái hành thiện, nó có những cái hành bất thiện. Cái hành thì nó chia ra như vậy, có những cái hành thì nó không có thiện cũng không có bất thiện, nhưng mà cái phiền não luôn thì lúc nào nó cũng như nhau. Đấy, lúc nào nó cũng là một cái ảo, cái lúc nào nó cũng là một cái sự vô minh, nó là một cái sự ảo tưởng, đó là một cái sự tưởng chi sai lầm, tham ái, đó là cái sự ưa thích dính mắc vào những cái không đáng ưa thích, chấp thủ, đó là mình chấp thủ vào những cái nó vốn dĩ không phải của mình, là mình cứ chấp trước, mình cứ nghĩ rằng nó là của mình. Thì nó có cái vô minh, có tham ái, có chấp thủ. Thì những cái đấy, những cái vô minh tham ái chấp thủ đấy, nó vây quanh những cái hành động tạo nghiệp. Những cái lúc mà mình tạo tác các cái nghiệp, ví dụ mình tạo tác một cái nghiệp thiện hay là một cái nghiệp một cái bất cứ một cái nghiệp gì đó, nhưng mà lúc đấy mình khởi lên một cái điều mong muốn gì, thì là lúc đấy cái điều mong muốn đấy nó sẽ được thành tựu, tức là cái nhân của cái nghiệp đấy nó sẽ được thành tựu. Thì từ cái hành này nó sẽ để lại nghiệp này. Thế một tất cả những cái hành động này, thì tất cả những cái hành động nào mà nó đi kèm với lại cái vô minh, cái tham ái, cái chấp thủ đấy, thì nó sẽ để lại nghiệp. Nếu như những cái hành mà ví dụ một cái người mà người ta hết vô minh, hết tham ái, hết chấp thủ rồi, thì những cái hành động nó không để lại nghiệp. Còn cái người mà còn vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ thì hành động này nó để lại nghiệp. Và cái nghiệp đấy được gọi là cái nghiệp hữu, cái nghiệp đấy nó giống như một cái hạt giống, nó chờ đủ nhân duyên thì nó sẽ trổ quả. Còn một cái người không có vô minh, không tham ái, không chấp thủ, người ta có những cái hành động, nhưng những cái hành động nó không để lại cái nghiệp lực, nó không còn cái năng lực để nó trổ quả. Còn tất cả những người mà có vô minh, có tham ái, có chấp thủ thì những cái năng lực, những cái hành động của mình nó có năng lực để trổ quả. Cái nguyên nhân là tất cả những cái phiền não luôn nó được vây quanh cái nghiệp luôn đấy. Nó vây quanh những cái hành động tạo nghiệp, nó tạo thành nghiệp. Khi nghiệp lực đang hiện hữu trở quả, khi nó hội đủ nhân duyên, ví dụ nếu là thiện nghiệp thì nó sẽ trổ quả, nó sinh về cái cõi này, là ác nghiệp thì nó sẽ trổ quả và sinh về cái cõi khổ. Thì nghiệp, cho nên là một cái người sẽ tạo rất là nhiều nghiệp khác nhau. Có cái người
để tạo ác nghiệp, có người thì tạo thiện nghiệp. Cho nên mình khi nó trổ quả thì nó cũng cho quả ở khác nhau. Giữa cái nghiệp thiện ở lục giới thì nó cho quả ăn vui có lục giới, nghiệp thiện sắc giới, có nghiệp thiện vô sắc giới. Thì mỗi người tạo những cái nghiệp khác nhau. Nhưng có những người thì tạo những cái thực hiện nghiệp công đức như, nhưng mà do cái tâm của mình chưa có ni dục ni được các cái pháp bất thiện, vẫn còn cấu uế, còn những cái phiền não thì được gọi là những cái nghiệp thiện ở cõi dục giới. Nhưng mà cũng có những cái người đạt được đến cái pháp gọi là ni dục, xa lìa được những cái ô nhiễm, những cái dính mắc đối với cái những cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì như chứng đắc các tầng thiền thì đó gọi là thiện nghiệp sắc giới, chứng đắc các tầng thiền vô sắc thì gọi là thiện nghiệp vô sắc giới. Thì những nghiệp ấy nó sẽ để lại kết quả trong tương lai. Còn ác nghiệp do tham, do sân, do si thì nó để lại những cái quả khổ đau. Nó sẽ là cái nhân, và khi nào đủ duyên nó cho ra quả. Ở một cái kiếp người mình tạo đủ các nghiệp khác nhau, thiện có, ác cũng có. Thì đến lúc mình chết thì cái nào mạnh nhất thì cái đấy nó sẽ trổ quả trước, còn cái nào yếu thì nó sẽ chờ nó cho quả về sau. Để từ cái hành nó sẽ để lại nghiệp. Nhưng làm sao mình biết được đâu là hành và đâu là nghiệp, khi nào là hành còn khi nào để lại nghiệp, cái hành gì nó để lại cái nghiệp lực và cái hành gì nó không để lại nghiệp lực. Hành là những cái gì mà mình có cái sự cố ý tạo tác thì đó là hành. Còn nghiệp là nó để lại cái năng lực của cái nghiệp thiện hoặc nghiệp ác đó, thì đó được gọi là nghiệp. Như bây giờ mình đang ngồi này, mình nắp cái đầu thì có phải là hành không? Mình cũng có cái tác ý mà ngoái cái đầu thì nó đỡ mỏi, đó cũng là hành. Cái hành nó để lại nghiệp gì? Nó để lại nghiệp sau này mình mới đắp đầu hay làm sao? Thì nó có nhiều hành. Nên là bây giờ mình nghĩ là ta đang đứng, mình nghĩ thôi ta ngồi công ty cho đỡ mệt, đấy là một hành. Hay là mình đang ngồi nghĩ ta đứng lên thì cho đỡ mệt, thì đấy là hành. Nhưng mà cái hành đấy nó có để lại nghiệp không? Hành là những gì cố ý tạo ra, còn nghiệp thì nó là cái năng lực, cái năng lực của cái hành đấy. Vậy thì cái hành nào mà nó được sinh ra từ cái vô minh, từ cái tham ái, từ cái chấp thủ thì nó để lại nghiệp. Nhưng mà từ những cái hành mà nó không sinh ra từ vô minh, tham ái, chấp thủ thì nó đâu để lại nghiệp. Bây giờ những cái hành động bình thường này mình đâu có tham ái dính mắc gì đâu, mình đâu có chấp thủ gì với nó, cho nên nó không phải là cái động cơ của vô minh, của tham ái, của chấp thủ thì nó không để lại nghiệp. Còn lúc nào mình có những cái động cơ của vô minh, tham ái, chấp thủ, mình tạo tác, ví dụ như là bây giờ mình muốn mình sát sinh, đấy là có cái động cơ của cái sát sinh là cái gì? Đó là mình muốn tẩm bổ cho cái thân thể của mình. Thì có cái vô minh, mình nghĩ là cái thân thể của mình là quan trọng lắm, mình tham ái mình bảo phải cho cái thân thể nó được hưởng thụ, mình chấp thủ vào cái thân này, cho nên là mình có cái hành động đi sát sinh hoặc đi lấy trộm về để bồi bổ cho cái thân. Thì trong đấy nó có cái động cơ của vô minh, tham ái, chấp thủ, cho nên là cái hành đó nó để cái nghiệp. Hoặc là bây giờ mình nghĩ là mình bố thí này, mình làm các cái thiện nghiệp để mình được hưởng cái phước báo an vui sung sướng về sau, thì cái đấy nó cũng là sinh ra từ cái vô minh, tham ái, chấp thủ. Mình có cái vô minh, mình nghĩ rằng là cái đời sau đấy là có cái sự hiện hữu, mình tham ái với cái dục là cái khỏe, cái mình tham ái đối với cái kiếp sống về sau hay mình chấp thủ vào cái thân nguồn về sau đấy. Cho nên là bây giờ mình tạo những cái thiện nghiệp này, thì cái thiện nghiệp đấy nó cũng được vây quanh bởi vô minh, tham ái, chấp thủ. Vì nó có cái phiền não đấy cho nên những cái hành động này nó để lại nghiệp. Còn cái hành động thì mà mình không bị chi phối bởi vô minh, tham ái, chấp thủ thì nó không có nghiệp ở đây. Cho nên là có những cái hành nó để lại nghiệp, còn có những cái hành nó không để lại nghiệp. Vậy thì hành và nghiệp khác nhau. Hành samsara ở đây còn gọi là tư tiền, là một cái sự cố ý tạo nên một nghiệp thiện hay bất thiện. Nó khởi lên trước khi hoặc là khi bắt đầu làm một cái thiện nghiệp gì đó.
được gọi là hành. Trong một cái hành động của mình, nó sẽ bao gồm cả hành và nghiệp. Nên khi mình bắt đầu khởi lên cái ý muốn làm, tạo tác một cái nghiệp gì đó, thì cái ngay cái nó khởi lên cái ý nghĩ như vậy, đấy được gọi là hành. Còn nghiệp là gọi là tư hiện, là trong cái lúc mình đang tạo tác đấy. Trong lúc mình đang tạo tác cái việc đó thì nó được gọi là nghiệp. Mình tạo tác hoặc là sau khi mình đã làm xong, đã làm trọn vẹn rồi, đã hoàn tất cái công việc đấy rồi, thì nó sẽ để được nghiệp. Vậy thì cho nên là nó gọi là nghiệp hữu. Vậy thì khi mà mình cứ làm xong một cái việc gì mà nó có cái sự cố ý tạo tác rồi, và nó được đi kèm với vô minh tham ái chấp thủ, nó để được cái nghiệp hữu. Hữu tức là một cái sanh hữu tương ứng với cái nghiệp này. Hữu là một cái sanh hữu. Ngay cái lúc đấy mình làm xong cái nghiệp đấy là mình đã tạo ra một cái nghiệp lực, nó sẽ trổ quả. Mình tái sanh ở một cái cõi tương ứng với cái nghiệp mà mình đang làm. Ví dụ như là mình làm một cái thiện nghiệp thì cái sanh hữu của mình tương lai nó sẽ là sinh lại ở một cái cõi này, cõi nhân giới, thiên giới. Và cái nghiệp lực ấy nó đang chờ để nó trổ quả. Khi nào có đủ duyên nó trổ quả. Thì ngay cái lúc mình tạo xong nó đã có cái nghiệp hữu, nó bám theo cái dòng tâm rồi. Cứ tạo xong nghiệp là sẽ có cái hữu, tạo xong nghiệp là sẽ có cái nghiệp hữu, tạo xong nghiệp nó có hữu, để sau này nó trở thành cái sự hiện hữu ở trong tương lai, cho nên gọi là nghiệp hữu. Đây là một cái chúng sinh mà tạo những cái ác nghiệp như là sát sinh hay trộm cắp đấy. Sau khi tạo xong cái ác nghiệp đấy thì bắt đầu nó có cái nghiệp lực, cái hay là cái nghiệp hữu này, để hướng về cái cõi đọa xứ như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, là nó đã đang chờ đợi sẵn. Cho nên là cái người nào mà người ta sống ở trên đời, người ta tạo được nhiều cái nghiệp hữu thuộc về thiện nghiệp ấy, thì cái thiện nghiệp đấy mà chất chồng lên ấy, thì tự nhiên mình sẽ thấy cái người đấy có cái sự thay đổi lớn về cái tính cách của cái người đấy. Người nào mà tạo cái thiện nghiệp nhiều, rồi người ta không có dính mắc gì với cái cõi nhân gian này nhiều, thì mình sẽ thấy cái vị đó sống thong dong tự tại, an vui như một vị thiên thần ấy. Hay là cũng có những cái người nào mà người ta tạo những cái ác nghiệp nhiều mà tương lai người ta phải đọa làm vào những cái cõi khổ, thì về cái cuối đời mình sẽ thấy những cái tướng khổ nó sẽ hiện lên, cái tướng khổ nó sẽ hiện ra ở trong cái người đấy. Người đấy luôn luôn bộc lộ ra những cái tính cách, ví dụ như có những người nặng về lòng tham, về già người đó nó sẽ trở nên một cái tính cách keo kiệt bỏ sẻn giống như ngã quỷ, hay là có cái tính cách hung dữ giống như là những cái chúng sinh, giống như quỷ sứ ở trong đầu trâu mặt ngựa. Hay là có những cái người mà trở nên si mê, càng già càng trở nên núng nẫn, giống như là, thì cái đấy nó cũng là một trong những cái biểu hiện của cái nghiệp nó đang chín, nó sắp trổ quả. Nên là có những cái người mà tạo những cái thiện nghiệp về sắc giới do cái sự tu tập hành thiền, thì càng ngày càng vị đó càng trở nên nhàm chán đối với cái cõi dục giới này, và chỉ thích an vui ở trong cái cõi sắc giới này. Thì và cái đời sống của vị đó thanh tịnh giống như một vị phạm thiên, thì cái tương lai của cái vị đấy là đi về cái phạm thiên giới, thì nó cứ cái nghiệp nó cứ gần trổ quả, bắt đầu nó cũng dần dần nó biểu lộ, dần dần nó bộc lộ, nó biểu hiện, bởi vì cái nghiệp hữu nó mạnh và nó sâu dày và nó đi đến dị thục, giống như là một cái quả nó sắp chín rồi, bắt đầu nó ương, một cái quả mà nó lúc đầu ấy thì nó xanh, cái quả mới trổ nó mới ra nó xanh, sau đó thì nó gần đến ngày mà chín thì bắt đầu nó đổi màu, bắt đầu nó ương, rồi sau đó bắt đầu nó chín đỏ, nó rơi rụng xuống. Thì cái nghiệp như vậy lúc bắt đầu mình còn trổ, nó bắt đầu mình còn tạo, nó còn yếu, nên thì nó chưa có biểu hiện rõ ràng, nhưng bắt đầu mình tạo nhiều một cái nghiệp gì đó, mình cứ tạo liên tục, mình tạo thật nhiều, tạo thật lâu, thì dần dần cái nghiệp đó nó cứ dần dần đi đến cái giai đoạn nó chín mùi,
nó chín thì nó cứ dần dần chín cho đến lúc nào mà cái nghiệp đấy nó trở thành dị thục, tức là nó chín mùi, nó sẽ rơi rụng, nó sẽ trổ quả và nó sẽ trổ đúng cái quả là cái nghiệp nào mình đã tạo, đã gieo trồng thì bây giờ nó sẽ trổ thành cái quả đấy. Thì đấy là hành và nghiệp. Vậy thì hàng ngày những cái sự tích lũy các cái nghiệp của mình tích lũy cái nghiệp gì nhiều thì cái nghiệp đấy nó sẽ chín trước, nó sẽ trổ quả trước. Còn cái nghiệp gì mà yếu thì nó sẽ không có cơ hội. Còn đến cái giai đoạn cuối đời thì nó sẽ trổ quả ở cái nghiệp nào mà nó gần với cái thời điểm cận tử nhất, gần với thời điểm mình chết, mà cái tâm của mình nó còn sinh lên, nó khởi lên cái nghiệp nào, cái hành động nào, cái ước muốn nào thì là cái nghiệp đấy nó sẽ có cơ hội trổ quả vào cái gọi là quả tục sinh, cái quả mà nó đưa cái tâm thức của mình đi tục sinh trong một kiếp sống mới. Ví dụ như là một cái người lúc cái thời gian đầu thì tạo những cái bất thiện nghiệp, nhưng về cuối đời họ lại tạo được thiện nghiệp và cái tâm nó hướng về cái thiện nghiệp đấy vào cái thời điểm cận tử, cho nên họ vẫn tái sinh về cái cõi này. Có những cái người thì sống một cả một đời thì làm việc thiện, luôn luôn tạo các cái thiện nghiệp, nhưng đến cuối đời, đến lúc gần chết tự nhiên lại đi tạo ác nghiệp. Thì chính những cái ác nghiệp nó lại rất là gần đối với thời điểm cận tử, cho nên nó sẽ trở thành một cái quả, nó chín mùi vào cái thời điểm cận tử đấy. Cái tâm cận tử nó bắt vào cái nghiệp đấy, nó vẫn khiến cho cái người đó tái sinh về cái cõi khổ đau. Vậy cho nên là cái thời điểm cận tử, tức là cái thời điểm cuối đời, là cái thời điểm quan trọng nhất. Nên cái người nào mà đến giai đoạn cuối đời rồi mà cái tâm bất thiện nó còn khởi lên nhiều thì cái người đấy chắc chắn là sẽ đi về cõi khổ. Còn cái người nào ở cái giai đoạn cuối đời mà người ta còn vẫn còn giữ khởi lên được những cái tâm thiện này thì cái người đấy chắc chắn sẽ đi về cái cõi này. Còn có những người nào mà thiện với ác mà nó cũng nó không có cái nào trội thì lúc đấy thì còn phải nhờ các cái duyên hỗ trợ. Ví dụ như là đến lúc mà gần chết gặp những cái người thiện, người ta đến, người ta nhắc nhở mình về những điều thiện thì mình sẽ hướng cái tâm về điều thiện. Hoặc là cái lúc mình gần chết mà có những người bất thiện người ta đến, người ta khơi lại cho mình những cái chuyện bất thiện thì lúc đấy mình sẽ đoạn về cái cõi khổ. Vậy đôi khi cái nghiệp của mình mà đôi khi mình còn được bị tác động hay là bị hỗ trợ hay là bị xúi dục, bị nhắc nhở bởi những cái người khác, được trợ duyên bởi những cái người khác và nó trổ quả nó cũng thế. Cái quả nó trổ đôi khi nó do cái nhân duyên nó hỗ trợ cho cái quả của mình, nó cái nhân của mình nó mạnh thì nó không cần là cái ai hỗ trợ hết, nhưng mà cái nhân yếu thì nó cần có cái sự hỗ trợ của người khác. Này gọi là hành và nghiệp này thì được gọi là nghiệp luôn, cái nghiệp mà nó dẫn đi luân hồi. Còn hành động và còn để lại nghiệp hữu thì sẽ còn có luân hồi tái sinh nghiệp luôn. Vô minh tham ái chấp thủ thì gọi là phiền não luôn. Nên nhìn cái phiền não vì nó là nguyên nhân dẫn đến cái sự luân hồi tái sinh. Còn hành và nghiệp được gọi là nghiệp luôn vì nó kết hợp với phiền não luôn, sinh ra cái quả tục sinh. Cái hành kia nó kết hợp với phiền não luôn thì nó tạo ra cái nghiệp hữu. Cái nghiệp hữu này thì nó sẽ chờ đợi ở cái thời điểm cận tử này, nó sẽ trổ quả. Vậy thì một người sẽ có bao nhiêu cái nghiệp hữu? Sẽ có rất nhiều nghiệp, rất nhiều nghiệp. Hàng ngày mình tạo rất nhiều hành và những cái hành đấy nó đi với rất nhiều các cái loại phiền não luôn. Vì vậy nghiệp hữu sẽ rất là nhiều, nhưng mà nó đến cái thời điểm cận tử nó chỉ có một nghiệp nó trổ quả, không phải nghiệp nào nó trổ. Một nghiệp nó sẽ trổ quả ở cái thời điểm cận tử, các nghiệp khác nó sẽ trổ quả sau thời điểm cận tử. Nó gọi là một cái gọi là cái nghiệp luôn, còn tất cả những cái nghiệp khác nó trở thành những cái nghiệp gọi là nghiệp hỗ trợ. Cho nên là trong cuộc sống mình có những cái thuận duyên, luôn luôn gặp những cái nhân duyên này, và có những cái nghịch duyên
là luôn luôn gặp những cái chướng ngại. Mình muốn làm cái việc gì đó bị chướng ngại, bởi vì nó có hai cái nghiệp nó trổ quả. Khi mình tái sinh lại làm người, nghiệp thiện nó cũng trổ quả, nghiệp bất thiện nó cũng trổ quả. Có lúc nào nghiệp thiện nó trổ quả thì mình đạt được những điều mình mong muốn, lúc nào nghiệp bất thiện nó trổ quả thì mình muốn làm cái gì cũng bị phá ngang. Cho nên nó gọi là nghiệp chướng, nó làm chướng ngại những cái mà mình mong cầu. Còn cái nghiệp nó hỗ trợ cho mình là cái duyên lành và duyên ác, là duyên lành và duyên dư, là do những, nó cũng là do những cái nghiệp nó tích lũy từ trong quá khứ mà nó trộn quả. Thì từ có cái nghiệp luôn, có cái phiền não luôn này, phiền não luôn với nghiệp luôn kết hợp nặng cho nên sinh ra quả luôn. Quả luôn ở đây là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái uẩn. Ngay từ lúc bắt đầu mình đi tục sinh sau một kiếp sống mới, dù mình tục sinh trở lại làm người, đầu thai vào bụng người mẹ làm, lúc ấy đã có năm cái quả rồi, đã có sắc thọ tưởng hành thức, đó gọi là cái thân năm uẩn bắt đầu được hình thành. Từ cái lúc chấm dứt cái kiếp sống này, một cái trong một sát na, một cái tâm tử nó đến một cái, thì cái tâm tục sinh nó sẽ đi tái tục ngay tức thì, đi tái tục coi như là đến cái lúc mà mình chết. Một cái mình vừa mới chấm dứt cái mạng căn, cái mạng căn ở trong cái thân của mình nó dứt một cái là mình sẽ đi tái tục sang kiếp sống khác ngay tâm lập tức. Thì khi đi tái tục nó sẽ tái tục theo nhiều cách, có thể là vì nó sẽ hóa sinh, có thể là vì nó sẽ thai sinh, có thể là thấp sinh, có thể là noãn sinh, có thể tái sinh vào bào thai, làm thai sinh, có thể tái sinh vào trong một cái quả trứng của con chim hay con gà là noãn sinh, có thể tự tại hóa sinh, hóa thành như chư thiên, ngã quỷ hay là các chúng sinh dưới địa ngục là tự động nó hóa sinh chuột. Chứ nó không có cái giai đoạn gọi là chờ đợi, không có cái giai đoạn nào gọi là chờ đợi để đi đầu thai. Nên là trong dân gian thì hay có nhiều cái quan niệm, những cái mà người ta nói rằng là chết rồi sẽ chờ có thân trung ấm, chờ 47-49 ngày, sau 49 ngày mới đi tục sinh, mới đi tái sinh. Thì cái đấy nó không chỉ là một cái tưởng tượng của con người suy luận, con người tưởng tượng, một phỏng đoán, chứ nó không có thật. Kinh Đức Phật không có dạy như vậy, không có bài kinh Đức Phật dạy có cái thân trung ấm. Và sau này cái kinh sách về sau này thì đôi khi là hay bài đặt mới có phát minh thêm ra những cái thân trung ấm, rồi sau đó mới sinh ra những cái gọi là cúng thất thất trai tuần, cúng tuần nhất, tuần nhị, tuần tam. Cái quan trọng nhất là cái tuần 49, cái tuần 49 và cái tuần 49 là cái thời điểm đi đầu thai. Nhưng mà làm gì có không có cái dòng tâm thức ấy, thì nó không có dừng ngừng nghỉ một lúc nào hết. Cái tâm này nó diệt đi thì tâm kia nó sẽ sinh lên. Vậy thì hàng ngày cái tâm của mình nó luôn luôn với bằng cái pháp chân đế hay là cái sự thật tột cùng ấy. Một cái người nào mà có thể thấy được cái sự thật tột cùng thì người đó thoát khỏi những tà kiến này, như vậy thoát khỏi những cái hiểu biết sai lầm, thoát khỏi những cái quan niệm sai lầm ở thế gian. Đúng, vì những người ta không thấy được những pháp chân đế, không thấy được cái quy luật cố nhiên, cái quy luật tự nhiên của danh sắc nó luôn luôn có cái sự sinh lên và diệt đi. Khi diệt thì nó lại phải sinh ngay lập tức, nó không có thể ngừng nghỉ, nó không có thể chờ đợi được. Cho nên là một cái tâm hàng ngày của mình nó sinh diệt, và đến cái thời điểm cận tử nó có một cái tâm tử. Cái tâm tử nó bắt lên cái nghiệp mà mình đã tạo ra, mà nó chấm dứt cái mạng căn ở cái thời điểm đấy. Và sau đó thì cái tâm đấy nó sẽ hướng về một cái nghiệp nào đó mà mình đã tạo. Nếu như lúc đấy những cái nghiệp thiện hàng ngày nó tạo nhiều thì nó sẽ để lại cái ấn tượng mạnh ở trong tâm, và cái tâm tử lúc đấy nó cũng sẽ hướng về cái thiện nghiệp đấy, nó nhớ đến cái thiện nghiệp đấy, và nó sẽ đi tái sinh với cái thiện nghiệp đấy, nó tái sinh về cõi này. Nhưng có những cái người do hàng ngày người ta sống với tâm bất thiện rất là mạnh, người ta tạo những cái nghiệp bất thiện nhiều,
thì lúc đấy cái tâm ở thời điểm cận tử đấy nó sẽ hướng đến một cái nghiệp bất thiện và về cái vị đó đã tạo, và nó lấy cái nghiệp bất thiện đấy là một cái cảnh, và cái tâm đấy nó bắt vào cái cảnh đấy, thì cái cảnh đấy nó sẽ dẫn cái tâm thức đấy đi tái sinh vào cõi khổ và những cái cõi hạ nhiệt, những cái cõi khổ đau. Nếu như lúc chết mình còn khởi lên tâm tham hoặc tâm sân hoặc tâm si thì sẽ đọa xuống các cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atuna. Còn nếu như đến cái thời điểm cận tử ấy, chết ấy, mà mình còn khởi lên những cái tâm thiện ở cõi dục giới, những cái tâm thiện tương ứng với những cái thiện nghiệp ấy, thì lúc đấy mình sẽ sinh về cái cõi thiện dục giới. Nếu lúc chết mình đã khởi lên cái tâm thiện sắc giới như là một người chứng đắc các tầng thiền và duy trì được tầng thiền ở cái thời điểm cận tử sẽ sinh về cõi sắc giới, hay là duy trì cái tâm vô sắc đến thời điểm cận tử sẽ sinh về cõi vô sắc giới, thì sinh về cái cõi đấy thì được gọi là quả luôn. Quả luôn ở đấy thì khi mà mình sinh về một cái cõi đấy mình sẽ có đủ năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cái quả luôn này nó được sinh ra từ phiền não luôn và nghiệp luôn, không phải ngẫu nhiên mà nó sinh ra. Ví dụ bây giờ mình sinh lại làm người này, đây là mình sinh về cõi này, và cái thân người này có đủ năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây là năm quả. Năm quả ở hiện tại được sinh ra từ cái nhân ở quá khứ, đó là phiền não luôn và nghiệp luôn ở trong quá khứ. Ở trong hiện tại này, ở trong cái hiện tại sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, bây giờ mình có cái thân này và hàng ngày mình lại khởi lên phiền não luôn. Khi mà mình sinh ra rồi, mình có cái thân này rồi, bắt đầu mình lại ưa thích cái thân khác nữa, thì những cái ưa thích đấy nó phiền não luôn. Rồi mình lại có những hành động tạo nghiệp, nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện, đấy thì nó lại có nghiệp luôn, tức là có phiền não luôn, có nghiệp luôn, thì tương lai lại tiếp tục có quả luôn, lại tiếp tục có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở trong tương lai. Vậy thì cái dòng luân hồi nó cứ tương tục như vậy, do vô minh tham ái chấp tục hành nghiệp là nhân sinh ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức, từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức này lại tiềm ẩn vô minh tham ái chấp tục hành nghiệp, rồi lại sinh ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở tương lai. Cứ như vậy nó cứ luân hồi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, luân hồi bao nhiêu kiếp sống thì không thể biết được nữa, không thể truy lại được cái đầu mối của luân hồi được, có thể là hàng trăm, hàng trăm nghìn kiếp, vô lượng vô biên kiếp. Những kiếp sống mà mình đã tái sinh, mình đã tục sinh, nó sẽ nhiều, như là cái số lượng của cát sông Hằng, chạm đầu sông Hằng, chạm cuối sông Hằng, đếm xem có bao nhiêu hạt cát. Có bao nhiêu hạt cát thì cái số lượng hạt cát đấy sẽ vẫn ít hơn là cái số lượng cái kiếp sống mà đã tái sinh. Thì tái sinh nhiều như vậy, cứ luân hồi như vậy. Như là một cái ngày nào đó mình muốn thoát ra khỏi luân hồi thì phải thực hành được cái thiện tuệ để phá vỡ được phiền não luôn, phá vỡ được cái nghiệp luôn thì mới chấm dứt được cái luân hồi. Còn thì cái pháp thực hành thiện tuệ nó sẽ như thế, mình có cái tuệ, nó sẽ có cái năng lực, đó là nó diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì tham ái chấp thủ diệt, vô minh tham ái chấp thủ diệt thì những cái hành động nó không để lại nghiệp hữu nữa, nó không để lại nghiệp thì mình không còn hữu nữa, nó còn để lại nghiệp thì cái nghiệp lực đấy nó thúc đẩy, nó đưa mình đi tái sinh cõi này cõi kia, cho nên nó gọi là nghiệp luôn, phiền não luôn. Đây là những cái mà cái phương pháp gọi là thiền tuệ phân biệt nhân duyên này sẽ phân tích để thấy rõ cái tính chất nhân quả của những cái nghiệp và của những cái nghiệp luôn và quả luôn. Nghiệp phiền não luôn và nghiệp luôn và quả, tức là có nhân và cái phiền não luôn và nghiệp luôn là nhân, và cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức là quả. Mình cứ phân biệt như thế thì đấy được gọi là phân biệt về duyên khởi phương pháp thiền năng. Nhưng mà bây giờ có những cái người có những cái phiền não luôn nó thành tựu, mà có những cái phiền não luôn nó không thành tựu. Ví dụ một cái người có ước muốn khác nhau, có nhiều hành nghiệp khác nhau, ước muốn nào thành tựu, ước muốn nào không thành tựu. Bây giờ lúc thì mình muốn cái này, lúc thì mình ước muốn cái kia. Ví dụ có những cái lúc thì mình ước muốn
trở lại, sinh trở lại làm người. Nhưng mà cũng có những lúc mình ước muốn là sinh trở lại, trở thành các vị chư thiên. Có lúc thì mình tạo những cái thiện nghiệp, có lúc thì tạo những cái ác nghiệp. Vậy thì ước muốn là một thành tịnh, cái lúc mình chết, nó sẽ, cái tâm nó sẽ bắt vào cái nghiệp này. Thì có những cái ước muốn nó mạnh, có những cái ước muốn nó yếu. Có những cái nghiệp nó mạnh và có những cái nghiệp nó yếu. Thì cái vấn đề là bây giờ mình có cái ước muốn gì nó mạnh thì nó sẽ xui khiến cho mình tạo những cái nghiệp để mà thành tựu ước muốn ấy. Nếu ước muốn nào được khởi lên nhiều lần thì nó trở thành mạnh nghiệp và duy trì được đến lúc chết thì nó sẽ rất là mạnh. Còn nếu ước muốn nào mà mình được cái nghiệp nào mình thực hành nhiều lần và duy trì trong một thời gian dài cho đến lúc chết thì nó sẽ rất mạnh. Ước muốn mạnh và hành nghiệp mạnh nhất thì lúc cận tử nó sẽ trở thành cái quả tục sinh. Cái nghiệp nó trở thành cái quả tục sinh và đi tái sinh. Nhưng mà bây giờ mình có những cái người có những cái chi kiến sai lầm, có cái hiểu biết sai lầm. Người ta được học rằng là người ta có cái ước muốn là ước muốn khi chết được sinh về thiên đàng, được sinh về cõi thiên giới chẳng hạn. Nhưng mà họ lại tạo những cái nghiệp bất thiện. Người ta nghĩ rằng vì đó chỉ cần cầu nguyện, hàng ngày hãy cầu nguyện, hãy nỗ lực cầu nguyện. Chỉ cần cầu nguyện như thế mà không chú trọng đến hành động, mà chỉ chú trọng đến cái sự mong cầu. Vậy thì cái cầu nguyện đấy nó có mạnh không? Cái ước muốn nó mạnh không? Ước muốn đấy nó rất là mạnh. Nhưng mà nó lại đi với một cái nghiệp là cái nghiệp không lành, một cái nghiệp bất thiện. Ví dụ hàng ngày bị nó cứ tạo những cái ác nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, không có giữ gìn những cái sự trong sạch về thân khẩu ý. Nhưng mà cái điều ước muốn thì rất là cao cả, nhưng cái hành động thì lại rất là bất thiện, rất là hạ nghiệp. Thì đến lúc mà nó trổ quả thì nó sẽ trổ cái quả gì? Trổ cái quả cao thượng hay nó trổ cái quả hạ nghiệp? Thì cái ước muốn đấy gõ nó luôn là một cái tà kiến, là những cái ước muốn đấy nó là tà kiến, cho nên là những cái hành động tạo nghiệp này nó là cái hành động bất thiện nữa. Thì dù cái ước muốn đó có nó là cao cả nhưng nó cũng không thành tựu. Giống như là một cái người mình muốn đi qua một cái con sông, cứ ngồi bên này mình cầu bờ bên kia hay lại đại bờ bên kia hay lại đại, mình cầu nguyện như thế không bao giờ nó thành tựu. Mà bây giờ mình muốn sang được sông ấy thì mình phải xây một cái cổng để mình đi sang, cũng vậy. Thì bây giờ những cái ước muốn của mình muốn đi đến một cái nơi an vui nào đấy thì mình phải đắp một con đường để mình đi, cho nên nó phải có đạo lộ, có cái con đường. Cái con đường này nó phải đi đến đúng cái mục đích. Thì cái đấy là cái hành động, cái hành. Cho nên là có những cái người ta có cái hành động đúng và có những cái người ta có cái hành động sai. Cho nên là trong cái đạo nó có chánh đạo và có tà đạo. Cái ước muốn thì ai cũng ước muốn những điều tốt, nhưng mà thực hành thì lại có người thực hành tốt, có người thực hành xấu, có người đi đúng đường, có người đi sai đường, có người đi vào đường chánh, có người đi vào đường tà. Vậy thì khởi lên cái ước muốn là một chuyện, nhưng mà trên cái con đường, cái đạo lộ đi nó có đúng đường hay không thì nó mới thành tựu được. Có những cái hành nghiệp không mạnh nhưng nó được thực hiện vào thời điểm cận tử thì gọi là cận tử nghiệp, thì nó cũng sẽ có cái sự trổ quả. Có những cái người mà vào cái thời điểm cận tử rồi, ví dụ như là Đức Phật trong những cái kiếp thực hành Bồ Tát Đạo, có một cái kiếp ngài thực hành cái hạnh thần đường. Trong số những kiếp sống ấy, ngài sống với một cái niềm tin rằng là ai thần đường lúc chết sẽ sinh về pháp thiên giới. Với vì được sinh ra ở trong cái môi trường đấy, tiếp thu cái văn hóa như vậy, người ta nghĩ rằng thờ lửa từ cái lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, vì đó sinh về phạm thiên giới, do vì đó tham ái, vì đó chấp thủ vào cái tà kiến đấy, cho nên đến khi chết thì cái tướng
nó hiện ra, cái tận tưởng nghiệp nó hiện ra, có thể nó hiện ra được. Nhưng mà về cái trí tuệ của một cái vị Bồ Tát nhận ra rằng đây là lửa địa ngục, đây là lửa địa ngục chứ không phải là lửa về thiên giới, không phải lửa về cõi phạm thiên giới nào cả. Ngay cái lúc đấy vị đó từ bỏ luôn cái ý nghĩ, từ bỏ luôn cái chấp thủ vào cái hành động của mình, tức là mãi đến cái lúc mà cận tử, lúc sắp lâm chung này, thấy được cái tướng của địa ngục nó hiện ra, mà còn từ ngay cái lúc đấy từ bỏ được cái tà kiến đấy. Tất cả những tà kiến mà ta đã chấp trước xưa nay là sai lầm, không đúng sự thật. Khởi lên cái ý nghĩ vậy một cái thì cái tâm nó buông bỏ được cái tà kiến, rồi một cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó trổ quả, vì nó sinh ngay về cõi thiên giới. Cũng dần ngay đến thời điểm cận tử, thời điểm lâm chung, vì nó cũng có thể thay đổi được, thay đổi được cái nghiệp nếu như vì đó có thể từ bỏ được. Vậy thì bất cứ những cái tà kiến gì, những cái nghiệp bất thiện mình đã tạo, hay là những cái nghiệp thiện hay bất thiện mình đã tạo, nhưng mà quan trọng nhất là cái thời điểm cận tử, cái thời điểm lúc lâm chung, lúc đấy cái tâm của mình nó bắt là cái cảnh này nó khởi lên cái lúc đấy nó dính mắc vào cái gì, nó chấp trước cái gì, thì nó sẽ tái sinh, nó sẽ tục sinh về cái cõi đấy. Có những người trong một cái kiếp sống tạo rất nhiều những nghiệp thiện bất thiện, đi đến khi chết chỉ có duy nhất một nghiệp được trổ quả, vậy những cái nghiệp còn lại thì nó sẽ làm gì? Mình có rất nhiều nghiệp, những cái nghiệp hữu rất nhiều, nhưng mà chỉ có một cái nghiệp nó trổ quả. Ví dụ như là bây giờ một cái người mình hành thiền, cũng có thiền chỉ, thiền quán, rồi đã làm những việc bố thí cúng dường cũng có rồi. Nhưng mà đến lúc chết mà mình khởi lên một cái tâm tham sân si, ví dụ như có một cái người mà mình ghét, người ta đến người ta thăm mình, khởi lên cái tâm tức giận, mình thấy nghe những cái giọng người đó đến hỏi thăm, nói mong mỉa mai chỉ trích mình, cái mình tức quá, mình chết với cái tâm sân ấy, tức quá nghẹn cổ chết. Lúc đấy là làm sao? Lúc đấy là sẽ đoạn vào cõi khổ. Thì lúc đấy những cái nghiệp kia thì nó sẽ làm sao? Có những cái nghiệp nó sẽ không trổ quả được, nó không có đủ duyên để nó trổ quả, mà đáng lẽ là mình phải được sinh về cái cõi rất là cao thượng, rất là an lành, rất hưởng rất nhiều những cái hạnh phúc. Nhưng mà do đến cái thời điểm cận tử, một cái ý nghiệp bất thiện nó khởi lên, cũng sẽ khiến cho một cái quả bất thiện nó trổ, còn những cái quả thiện nó lại phải chờ đấy, nó sẽ nằm đấy nó chờ, mà có những cái quả nó tiêu mất, nó chờ nó không đủ duyên, nó tiêu tan mất, giống như những cái hạt giống mình gieo đi trồng, có những cái hạt giống mình để đấy và chờ đến sang năm trồng, sang năm này nó bị mọt, nó ăn mất. Vậy thì có những cái nghiệp nó cũng thế, mình tạo ở đây nhưng mà nó không đủ duyên, nó trổ quả là nó bị biến mất. Ví dụ những cái nghiệp mà một cái người có thể chứng các tầng thiền, đấy nó gọi là thiện nghiệp chắc giới, nếu như đến thời điểm cận tử bị đó mà an trú ở trong tầng thiền thì nó sẽ trổ quả, nhưng mà thời điểm cận tử vì nó không an trú ở trong tầng thiền thì cái nghiệp nó không trổ quả. Bao nhiêu cái công mà hành thiền định này nó sẽ mất cái quả, nên nó phải duy trì được cái quả đến thời điểm cận tử thì nó mới trổ. Cho nên là có những cái nghiệp nó trổ, có nghiệp nó không trổ, có những cái nghiệp thì nó tiềm ẩn. Những nghiệp còn lại sẽ trở thành những cái trì nghiệp, nó sẽ trổ quả trong một cái kiếp sống mới để nó duy trì và hỗ trợ cho cái quả tục sinh đó. Một cái nghiệp thì nó trổ thành cái quả tục sinh, còn những cái nghiệp khác thì nó sẽ trổ trong cái cuộc sống hàng ngày. Ví dụ bây giờ mình có thân người, nó trổ một cái nghiệp, nó trổ quả cái lúc mà mình cận tử ở kiếp trước, và hàng ngày là nó trổ quả những cái quả khác, những cái nghiệp khác nó đang trổ quả. Nếu như trong cái đời quá khứ mình bố thí nhiều, bây giờ nó trổ quả là nó làm cho mình làm những cái việc gì nó cũng thuận, mình ước muốn tài sản nó có tài sản, hay là trong quá khứ mình tạo cái nghiệp là đa văn, mình hay nghe pháp, hay đàm luận về những cái vấn đề về trí tuệ, thì bây giờ nó sẽ trổ quả, nó làm cho cái người đó trở thành một cái người học rất là thông minh, học rất là giỏi, vì nó có thể tiếp thu được rất nhiều những cái tri thức. Thì đấy là những cái nghiệp ở trong quá khứ nó cứ trổ quả hàng ngày giờ liên tục,
những cái tâm thiện thì bây giờ nó sẽ trổ quả là luôn luôn gặp những điều an vui, những cái tâm bất thiện thì nó sẽ trổ quả là bây giờ mình luôn luôn gặp những cái chướng ngại, gặp những cái bất hạnh. Đến được gọi là trì nghiệp thì có sanh nghiệp và có trì nghiệp, và những cái nghiệp đấy nó tranh nhau trổ quả ở trong cái thời điểm cận tử. Nếu mình có cái ước muốn tốt mà tạo nghiệp xấu, mong cầu có những cái điều mong cầu nó không thành tựu, nếu nghiệp bất thiện đủ mạnh mà khởi lên thì mình sẽ sinh vào cõi khổ. Một cái người mình không mong cầu một cái sinh về đâu nhưng lại tạo những cái thiện nghiệp thì sẽ có quả báo như thế nào? Bây giờ một cái người mà tôi chẳng mong cầu một cái gì hết, chẳng mong cầu sinh làm người, chẳng mong cầu sinh về thiên giới, chẳng mong cầu gì về ở kiếp tương lai hết, tôi chỉ làm theo cái sở thích của tôi. Bây giờ tôi rất thích làm việc thiện, tôi làm việc kia tôi cảm thấy rất là hoan hỉ, rất là an vui, và tôi nghĩ rằng đó là việc nên làm. Vậy cái người như vậy người ta không mong cầu sinh về đâu cả thì những cái nghiệp của họ nó làm nó sẽ trổ quả như thế này, vậy đến lúc chết họ sẽ sinh về đâu? Có đi tục sinh về về cái cõi nào? Cái này thì nó lại, nếu một cái người không có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp thì họ sẽ không có cái niềm tin rằng có kiếp trước kiếp sau, nhưng họ vẫn làm việc thiện hoặc việc ác. Còn đến cái nghiệp đấy nó sẽ hiện hữu ở đâu nó tùy theo cái sự nhiễm ô của cái người này, cái tâm của cái người này có cái tham ái với cái gì, có chấp thủ với cái gì thì người này sẽ có cái sẽ tái sinh về cõi đời. Ví dụ một cái người có sự nhiễm ô tham ái chấp thủ, như là vị đó ưa thích các cái nàng thú ở cõi người thì vị đó sẽ sinh trở lại làm người. Nói rằng vị đó rất là làm rất nhiều việc thiện, làm rất nhiều việc tốt thì trong tâm vị đó có cái tham ái, có cái dính mắc không? Vì nó sẽ có tham ái, có dính mắc. Ví dụ như là vị đó khởi lên cái tâm thương người, vị đó thấy những cái người khác đáng tội nghiệp, đáng được giúp đỡ thì trong cái tình thương đấy nó có cái dính mắc, nó có cái tham ái đó. Thì cái đấy nó cũng sẽ là một cái nhân tố khiến cho cái người đấy sẽ tái sinh trở lại. Ví dụ vị đó ưa thích người, ưa thích những cái ở cõi người thì sẽ sinh lại làm người. Còn có những cái vị thì nhàm chán đối với cõi người nhưng có niềm tin vào các vị thiên thần thì cái vị đó sẽ sinh về các cõi thiên giới. Có những cái người người ta sống người ta thích phụng thờ các vị thiên thần thì người ta sinh về cõi thiên thần, tùy theo cái tâm của vị đó có tham ái về đây, có cái dính mắc về đây. Một người biết đạo các thiện nghiệp và khởi lên những ước muốn để trở thành bậc vĩ nhân hay trở thành bậc thánh nhân hay trở thành một vị Phật thì nó sẽ trổ quả như thế nào? Ước muốn lớn nhưng nó chưa đủ, nhưng cái nghiệp nó chưa đủ lớn thì nó không thành tựu. Ví dụ muốn trở thành một vị Phật chánh đẳng giác thì phải tạo các ba la mật trong một thời gian rất là dài, ví dụ như muốn là tam thế kiếp 100.000 đại kiếp. Khi chưa đủ các ba la mật vậy thì vẫn phải tái sinh làm một phàm nhân. Dù mình ước là trở thành Phật nhưng mà mình chưa đủ cái điều kiện, chưa đủ cái nhân duyên thành Phật thì mình vẫn phải sinh trở lại làm một người phàm nhân, sinh trở lại làm người hoặc là làm chư thiên hoặc làm phạm thiên gì đấy để tiếp tục tích lũy các ba la mật. Cái ước muốn mình vẫn lớn thì mình sẽ tạm nhiều. Thì đấy là nghiệp luôn như thế, phiền não luôn và nó sẽ để ra quả luôn như vậy. Khi mình hiểu được cái nghiệp luôn, phiền não luôn và quả luôn là như thế thì bắt đầu tiến hành đến cái sự thực hành thiền để phân biệt, để tuệ chi, để thấy được các cái nghiệp luôn, phiền não luôn và quả luôn. Ví dụ như là mình phân biệt phiền não luôn và nghiệp luôn, ví dụ vì đó tạo một cái thiện nghiệp như là cúng dường lên đức Phật, đèn nhang, hoa trái với một cái tâm thành kính. Và ngay cái lúc mình dâng cúng đấy, mình hướng tâm xuống ý môn để phân biệt các cái nội tâm, cái tâm mà cái nó khởi lên cái ý muốn làm cái việc thiện này thì nó sẽ khởi lên một loạt những cái tâm thiện. Thế bây giờ mình chỉ cần khởi lên cái ý là nó sẽ đảnh lễ Phật với tâm cung kính, hay là mình dâng lên một bông hoa, một cái chai nước hay là một cái nén hương, mình dâng lên cúng Phật
mình khởi lên cái ý muốn như thế thôi. Đấy nó gọi là tư khởi lên, thì cái lúc đấy gọi là hành, đấy nó gọi là cái hành 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 động tạo nghiệp. Và mình dâng cúng Phật như thế thì lúc đấy được gọi là tạo được cái hành hành nghiệp. Và lúc đấy nó sẽ để là các cái tâm thiện, một loạt các tâm thiện nó khởi lên, có thể là ba tư tâm, ba ba tâm, ba hai tâm, đấy là các cái tâm thiện. Và mình phải khởi lên phiền não luôn, khởi lên phiền não luôn, tiếp theo khởi lên phiền não luôn, ước nguyện mong rằng với thiện nghiệp này cho con xin trở lại làm người, gặp chánh pháp được tu chứng niết bàn. Đấy là ví dụ mình khởi lên một cái ước muốn như vậy. Khi mình khởi lên một cái ước muốn như vậy thì nó sẽ đầy đủ hết vô minh tham ái chấp thủ và hành nghiệp. Thì cái lúc đấy vô minh là ảo tưởng cho rằng có một cái người là có thật, tham ái là ưa thích với kiếp người, chấp thủ là dính mắc vào kiếp người, hành động là cái hành động dâng cúng Phật. Đấy, và nó để lại cái nghiệp lực của cái hành động dâng cúng giảm này. Đấy là cái nghiệp lực này. Nếu như mình duy trì được cái ước muốn này và những cái nghiệp này, mình cứ duy trì liên tục cho đến lúc chết, thì là mình sẽ, cái nghiệp này nó sẽ trở nên rất là mạnh và nó sẽ sinh trở lại đúng như cái điều mình mong muốn. Vậy thì bây giờ mình mà muốn, mong muốn kiếp sau sinh về đâu, thì bây giờ thứ nhất là mình khởi lên cái ước muốn, cái thứ hai mình tạo một cái nghiệp nó tương ứng đối với cái điều mình mong muốn. Ví dụ như là bây giờ mình muốn sinh lại làm người, gặp chánh pháp và chứng đắc niết bàn, thì bây giờ mình phải tạo những cái nghiệp như là dâng cúng Phật, hay là tất cả những cái thiện nghiệp, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, cung kính, hay là bố thí trì giới, thì tất cả những cái thiện nghiệp đấy đều gọi là nghiệp. Và cứ mỗi một kiến lần mình tạo những cái nghiệp đấy, mình lại khởi lên cái ước muốn, cầu mong cho kiếp sau cho con sinh thành là người và tu chứng niết bàn. Cứ ước muốn như vậy, và cái phiền não luôn, cái nghiệp luôn, nó cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thì đấy nó sẽ tạo thành cái nghiệp hữu rất là mạnh, và đến lúc chết nó sẽ trổ quả và nó sẽ đạt được đúng như cái điều mình mong muốn. Cho nên là thường thường là mỗi một khi tụng kinh xong, hay là đi làm một việc thiện thì xong, một cái người Phật tử hay có cái lời phát nguyện Nibbanasa Pachayo Tu, cầu mong cho cái thiện nghiệp này để cho con gặp cái thuận duyên trên sự chứng đắc niết bàn, hay là do cái phước lành này nó sẽ là cái duyên này để đoạn trừ các cái phiền não, đoạn trừ các cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm. Đấy cũng là một cái ước nguyện để cho nó trợ cho mình sớm chứng đắc niết bàn cái trong tương lai. Thì đấy nó gọi là nghiệp luôn và phiền não luôn, mà cứ được lặp đi lặp lại thì nó sẽ mạnh, và lúc trên nó trổ quả thật, và nó sẽ đạt được đúng những cái nguyện của mình thật. Còn nếu mình mà nguyện những cái việc bất thiện, mình tạo những cái nghiệp bất thiện, thì lúc trên nó sẽ đọa vào cái cõi khổ đấy thật. Hoặc là một cái người tạo những thiện nghiệp sắp giới, như một cái người nhập vào tầng thiền để phát nguyện sinh về phạm thiên giới, rồi sau đó vì đó phát nguyện mong cho tự mong tôi sẽ sinh về phạm thiên giới, khởi lên như vậy là nó sẽ thành tịnh được năm nhân luôn. Vô minh cho rằng phạm thiên là thật, tham ái là ưa thích kiếp sống phạm thiên, chấp thủ là dính mắc vào đời sống phạm thiên, và hành nhập vào sơ thiên bằng nghiệp là cái nghiệp lực của sơ thiên. Cái đấy là cái khởi lên cái vô minh tham ái chấp thủ. Thì vô minh tham ái chấp thủ nó đều là thông tam tà kiến ấy. Một ý môn hướng tâm nó có 12 tâm. Thuốc xúc thọ tưởng tư nhân hạnh bằng quyền tâm ý tầm tư thân giả cẩn, bảy cha văn đa là 19-20 hoặc 22 tâm. Tham ái với danh sắc thì nó có thêm các cái tâm đăng ký, thì có những cái tốc hành tâm nó sẽ khởi lên, tức là ở trong cái trạng thái vô minh thì vị đó sẽ phân biệt được khi vô minh nó khởi lên những tâm gì sẽ khởi lên, khi tham ái khởi lên thì tâm gì nó khởi lên, khi một cái hành động khởi lên thì tâm gì nó khởi lên, và cái nghiệp lực nó để lại thì nó cũng để lại những cái tâm gì. Thì đấy là cái phân sự của cái người mà thực hành cái pháp gọi là phân biệt duyên khởi, là phân biệt từng tâm một này. Ví dụ như là cái tốc hành của tâm tham tà kiến, tức là cái tâm vô minh tham ái và chấp thủ, nó cũng đều khởi lên một cái thức, bảy cái biến hành xúc thọ tưởng tư nhân hạnh bằng quyền tăng ý, sau cái tâm biệt cảnh là tâm tứ thắng giả cần thì tầm thứ thứ nhất là cần hình dục, bốn biến hành bất thiện là si vô tham vô quý phóng dật,
một cái tâm tham, một cái tâm tà kiến, có khi nó có hôn trầm thủy miên nữa. Thì những cái tâm đấy là nó sẽ khởi lên trong cái tốc hành tâm của cái tâm vô minh. Khi mà một cái ảo tưởng mình khởi lên cái ước muốn là trở thành một cái người này hay trở thành một cái người kia, mình khởi lên cái ước muốn đấy, một cái ảo tưởng mình cho rằng có một cái sự hiện hữu đấy là thật. Ví dụ bây giờ mình nhìn tất cả những cái gì mà mình cho rằng cái sự hiện hữu đấy là thật thì đấy là vô minh. Giờ rồi là mình ưa thích một cái gì đó thì cái đấy nó là tâm tham tà kiến, vô minh nó là tham tà kiến, tham ái nó là tham tà kiến, và chấp thủ nó là tham tà kiến, nó cũng đều có những cái độ tâm nó khởi lên giống y như nhau, nên là vô minh tham ái chấp thủ hành. Còn hành là cái hành động của cúng dường, cái hành động thiện thì nó để lại cái nghiệp thiện, hành là nghiệp, một ý vô lượng tâm, bảy trăm văn đà, ba tư và ba hai tâm. Nếu tham ái và danh sắc tiếp sống mọi người thì làm có tâm đăng ký đấy, một ý môn hướng tâm, rồi là có bảy cha văn đà, nó có một cái thức, bảy cái biến hành, sáu biệt cảnh, 19 cái tâm tinh hạ, có khi nó có tuệ, có khi nó không có tuệ, có khi nó có hỉ, có khi nó không có hỉ, thì đấy là những cái tâm gọi là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp. Thì những cái tâm đấy nó sinh lên trong cái lúc mà mình khởi lên những cái phiền não, thì bắt đầu nương vào những cái tâm này mình có thể đi về các kiếp sống quá khứ. Thì muốn phân biệt được nhân quả thì cái vị đó phải đi về, và vị đó phải thấy được các nhân. Dù vị đó quả là danh sắc ở hiện tại này, thì bây giờ vị đó phải tìm nhân. Tìm nhân tức là phải đưa cái tâm về cái thời điểm cận tử của kiếp trước. Thì sau thì muốn đưa tâm về thời điểm cận tử của kiếp trước thì vị đó phải khởi lên cái dòng phiền não luôn này. Cái tâm, cái nộ tâm phiền não mua này nó sinh lên ở sắc trái tim, ở trong ý môn. Thì cái vị đó phân biệt sắc trái tim, khởi lên cái nghiệp luôn và phiền não luôn. Rồi vị đó cứ từ từ đi ngược lại về quá khứ. Quá khứ một ngày, một tuần, một tháng, một năm, rồi 10 năm, 20 năm. Rồi dần dần đi về cái thời điểm bắt đầu thụ sinh, tức là bắt đầu tái sinh trong bụng mẹ. Rồi từ cái thời điểm trong bụng mẹ đó, vị đó đi ngược về bắt đầu cái thời điểm cận tử ở kiếp trước. Và vị đó sẽ thấy được cái kiếp trước của mình là cái chúng sinh ở cái cõi nào đang tạo cái nghiệp gì, và có cái lời phát nguyện như thế nào ở cái nghiệp đấy. Cho nên là ở trên đời này mỗi người có một cái khuynh hướng khác nhau, nó bị những cái ước nguyện ở trong quá khứ nó chi phối, những cái nghiệp lực và những cái ước muốn ở trong quá khứ nó chi phối. Ví dụ như cái người đấy mà ở trong quá khứ có cái ước nguyện là mong rằng kiếp này sinh ra tôi sẽ trở thành một cái người, ví dụ như là vì đó ước muốn là trở thành một cái người và phải có cái trí tuệ lớn, tức là học rộng hiểu nhiều chẳng hạn, thì tất cả những cái nghiệp lực còn lại nó sẽ hỗ trợ cho cái ước muốn này, nó sẽ làm cho cái kiếp này vì đó sinh ra vì đó cứ nỗ lực đi học hết trường này sang lớp khác, đấy nó là một cái ước muốn. Nhưng mà cũng có những cái người trong cái thời điểm cận tử kiếp trước, người đó lại có cái ước muốn sinh ra đời sau sẽ là một cái người phải làm cái người có uy quyền, thì tất cả những cái nghiệp còn lại nó sẽ hỗ trợ cho cái người đấy trong cái đời này sinh ra nó luôn nỗ lực để đi làm những cái việc về chính trị, về xã hội, để nắm được cả những cái quyền lực ở trong ta, thì nó mới toại được cái ước nguyện ở trong quá khứ. Thì cái ước nguyện ở trong quá khứ gọi là cái phiền não luôn, nó cứ chi phối qua cái kiếp sống này. Còn có những cái người cái thời điểm cận tử ấy, vì đó chết, vì đó khởi lên cái ước muốn này. Ước muốn là mong là kiếp sau tôi sẽ sinh ra làm người và đi xuất gia để tu chứng đắc niết bàn này. Thì chính cái lời phát nguyện đấy, cái ước nguyện đấy, thì và nó được kết hợp với những cái nghiệp khác, nó hỗ trợ, nó làm cho cái người đó sinh ra ở trong cái đời này nó bị thôi thúc bởi cái nghiệp quá khứ, cho nên nó khiến cho người đó cứ phải đi tìm đạo, cứ phải đi xuất gia, cứ phải đi tu tập, cứ phải đi tìm đến chánh pháp để hướng đến niết bàn giải thoát. Cho nên là trong cái tâm của mỗi một người nó ẩn chứa ở trong đấy từ những cái nguyện lực ở trong quá khứ, và nó thôi thúc vào trong cái tâm thức, nó khiến cho một cái người ở cái đời này cứ phải đi hành động và để tạo được những cái mà mình mong muốn. Cho nên là mỗi người nó có
một cái mong muốn khác nhau, mỗi người có một cái khuynh hướng khác nhau, mỗi người sẽ có một cái con đường khác nhau, mỗi người sẽ có cái lựa chọn khác nhau. Đấy là một cái phần rất lớn là nó được ảnh hưởng từ những cái nguyện lực ở trong quá khứ. Thế còn cái nguyện lực đấy nó có thành tựu được hay không, nó lại còn do này, trong quá khứ vị đó có tạo được nhiều cái hành động để hỗ trợ cho nó hay không. Nếu như cái hành nghiệp nó mạnh và nó có đủ khả năng để hỗ trợ thì cái nguyện đấy nó thành tựu, nhưng mà cái hành nó chưa mạnh, nó chưa, nó cái sự hỗ trợ cho cái ước nguyện đó rất là kém, mà thậm chí nó có những cái chướng duyên, tức là cái ác nghiệp nó nhiều nữa, nó xen tạp à, tức là vì nó hay tạo những cái ác nghiệp đó thì nó trở thành rất nhiều cái chướng ngại, nó làm cho vị đó rất là khó khăn và thậm chí không đạt được những cái điều mình mong muốn. Vì vậy đấy là nó có những cái mình ước muốn cái điều gì thì đó nó là phiền não luôn, và mình tạo tác một cái gì thì đó là nghiệp luôn. Cái những cái nghiệp đấy nó sẽ, một cái nghiệp nó sẽ trổ quả trong lúc mình tục sinh, và những cái nghiệp khác nó trở thành cái nghiệp hỗ trợ, hay là nó là cái nhân duyên để nó khiến cho mình thành tựu được cái điều ước nguyện đấy. Thế nên là phân biệt cái nhân duyên, thì cái bài sau sẽ tiếp tục phân biệt về cái nhân duyên ở quá khứ, cái nhân ở quá khứ và nó sinh ra cái quả ở hiện tại này. Mọi người hồi hướng. Idam me punyam asawa khadam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pajayo hotu. Mama punya bhagam sapasathanam pachemi desabe metamam punyabhagam napantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa du sa du sa.